Xin chào mọi người ạ. Có ai đang ở đó không? Anh thử vào máy tính xem. Chào mọi người. Xin chào mọi người nhá. Ai thấy em không ạ? Ai thấy like của em không ạ? Hello. À đây rồi. Thấy ai đó đây rồi. Có phải là em không like được nữa không? Hay là Facebook nó bị sao? Ờ em chào anh Đinh Viết Hồng nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chào tất cả mọi người ạ. Mọi người ơi, hôm nay em có rất là nhiều hàng đẹp nhá. Mọi người vào chia sẻ bài cho em chơi game nào. Được rồi. Nãy giờ cứ tưởng là bị Facebook chặn. Em chào anh Vũ Ngọc Dũng ạ. Mọi người chia sẻ cho em nhé. Hôm nay em có phi điệp thân xanh sạch với cả phi điệp lá mít nhá. Em chào anh Minh Xuân Hoàng. Chào anh Vũ Đoàn. Mọi người ơi chơi game nhá. Mọi người nhớ chia sẻ bài cho em để chơi game ấy ạ. Đây em có một phần quà tặng mọi người là hai thân Châu Như. Em chào anh Nguyễn Trung. Dạ hôm nay em có nhiều cái mới lắm anh. Siêu nhiều, chị muốn anh Thắng Lê ơi chia sẻ bài giúp em nhá. Đây em có hai thân Châu Như. Em có hai thân Châu Như F1 tặng cho mọi người nhá. Hai thân Châu Như F1 tặng cho mọi người. Mọi người hãy chia sẻ bài giúp em. Chia sẻ bài để chơi game nào. Chào anh Tiền Giang nhá. Chào anh Sơn, chào chú Sơn Lê. Chú Sơn Lê hôm nay cháu có quà tặng cho mọi người là hai thân Châu Như rất là đẹp luôn. Lá xếp luôn. Đấy, hai thân Châu Như tặng cho mọi người chia sẻ bài để chơi game nào. Anh Minh Xuân Hoàng ơi. Chào anh. Hôm nay em nhiều hàng đẹp, nhiều hàng hot lắm. Em chào anh Trương Tiến Đồng nhá. Đây ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài chưa để đoán nhá. Câu hỏi cho cái phần quà hai thân Châu Như này là hãy đoán tên một loại thực vật rất là phổ biến ở làng quê Việt Nam. Tên một loại thực vật rất là phổ biến ở làng quê Việt Nam nhé. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài xong rồi là đoán ạ. Tên một loại thực vật rất là phổ biến ở làng quê Việt Nam. Tăng view em sẽ gợi ý. Hello anh Bình. Anh Bình ơi hôm nay em có xanh sạch nhá. Đây ạ, xanh sạch lá mít xếp luôn. Toàn cây hot thôi. Anh cho em một cái thước. Đấy, nhưng mà chơi game đó nhá, mọi người chia sẻ bài. Mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game nữa. Vâng, game anh Dung ơi. Tên một loại tên đây là tên của một loại gì nhỉ? Tên của một loại thực vật phổ biến ở Việt Nam, phổ biến ở làng quê Việt Nam, nấm rơm chưa phải anh nhá. Em chào anh Khiêm ạ. Mọi người nhớ chia sẻ bài nhá. Chia sẻ bài xong rồi đoán tên một loại thực vật phổ biến ở làng quê Việt Nam. Ai cũng biết cái này luôn. Rất là dễ, ai cũng biết luôn. Chẳng qua là mọi người có lục lại trí nhớ của mình để nhớ được không thôi. Lúa không phải anh Trương Tiến Đồng nhá. Đây, tên một loại em có hai cái thân Châu Như này tặng cho mọi người, cho hai thân Châu Như F1 tặng cho mọi người nhá. Ngô không phải ạ, lúa gạo ngô không phải nhá. Mọi người nhớ chia sẻ rồi hãng đoán nhá. Củ mài không đúng, khoai cũng không đúng ạ. Rất là phổ biến luôn, chia sẻ rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Lúa không phải đâu anh Đoàn ơi, anh Văn Nguyên ơi. Anh chia sẻ bài cho em và đoán tên một loại thực vật rất là phổ biến ở làng quê Việt Nam nhé. Củ giấy cũng chưa đúng, sắn chưa đúng, mộc nhĩ chưa đúng, mì chưa đúng, củ cải chưa đúng ạ. Cây thông chưa đúng anh ơi, làng quê Việt Nam cây thông rồi cây ven biển chứ. Em sợ anh không lấy anh Thanh. Em chào anh Phương Nguyên. Anh Phương Nguyên ơi, hôm nay em có rất là nhiều hàng hot anh nhá. Cây giả hạt xanh sạch, lá mít các kiểu, cà chua, tỏi, ngô chưa đúng. Mọi người chỉ cần chia sẻ và đoán tên một loại thực vật rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Khoai chưa đúng, củ hành chưa đúng, đỗ tương chưa đúng, gạo nếp chưa đúng. Quanh quẩn sao em thấy có mấy người đoán vậy. Em chào anh Nguyễn Hùng, chào anh Thịnh Đặng. Gạo tám chưa đúng nhá, rau muống chưa đúng. Anh Minh Xuân Hoàng, khoai lang chưa đúng, gạo dự chưa đúng. Cây tre chưa đúng đâu anh Trung ơi, anh Trung chia sẻ bài cho em nhá. Cây tre chưa đúng.
Chào anh Roberto Nguyễn, anh Roberto Nguyễn chia sẻ, mọi người chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm giúp em nha. Cái bồng bồng chưa đúng, rong rêu chưa đúng ạ. Rong muống chưa đúng. Chào Nguyễn Cao, Cao ơi chia sẻ bài cho chị nhá, rong muống chưa đúng đâu. Có hai cái thân trông như F1 này tặng cho mọi người này. Chỉ cần chia sẻ và đoán tên một loại thực vật rất là phổ biến ở làng quê Việt Nam thôi. Lúa nếp chưa đúng. Chào anh Nhật Nam. Mây á, cỏ mây, cây mây à? Cây mây cũng dữ dội nhưng mà chưa đúng nhá. Cây chuối chưa đúng đâu anh Đức ơi. Khoai môn chưa đúng nhá. Em chào anh Bình, cái hoa sen chưa đúng ạ. Củ chuối chưa đúng. Cây đa chưa đúng. Một loại thực vật phổ biến ở làng quê Việt Nam. Lên 200 người đi để em gợi ý nào. Vâng, à anh Nhánh Lan Rừng. Anh Nhật Nam ơi chia sẻ bài giúp em nhá. Cây mít chưa đúng. Bèo tây chưa đúng ạ. Dây tơ hồng chưa đúng. Cây si chưa đúng. Cây đa chưa đúng. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Thầy có mỗi 9 lượt chia sẻ, chả thấy ai chia sẻ bài cho em gì vậy. Anh Mai Nguyên ơi chia sẻ bài cho em và đoán game này, tên của một loại thực vật rất là phổ biến ở làng quê Việt Nam. Cây xanh, rau cải chưa đúng, cây hoa sen chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ bài nhé, nếu mà mọi người không chia sẻ bài là trúng game em cũng chưa tặng quà đâu. Em chào anh Tuấn Phan, mồng tơi chưa đúng, cây tre chưa đúng, rau bèo chưa đúng. Mọi người đang đoán đã chia sẻ chưa? Chia sẻ bài cho em đi. Cho nhiều người biết đến lan rừng lá nhỏ nào. Chào anh Yên Tôn Vườn Lan. Bèo tấm chưa đúng. Mới có anh Nguyễn Hùng chia sẻ này. Mới anh Nguyễn Hùng, anh Phương Dung, Đinh Việt Đức. Ôi em thấy có mỗi anh Nguyễn Hùng với anh Phương Dung với anh Đinh Việt Đức chia sẻ thôi. Chả thấy mọi người chia sẻ cho em gì. Nhãn chưa đúng, cây dâm bụt chưa đúng. Anh Tiến Đồng chia sẻ nữa này. Mọi người chưa ai chia sẻ bài cho em. Rau mùng tơi chưa đúng đâu, hương sắc lan rừng ơi. Cà chưa đúng nhá, cây tre chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ cho em lên 200 lượt xem em sẽ gợi ý ạ. Trứng gà, cây lê kima ở nhà em có trứng gà to lắm, cổ thụ luôn. Dọc mùng chưa đúng, cây đồng nội chưa đúng, anh Tiền Giang ơi. Mọi người nhớ chia sẻ nhá, chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ hội nhóm rồi hãng đoán nhá. Không một tí em không thấy mọi người chia sẻ em biết tặng quà làm sao. Anh Đức Ngọc, cây tre, rau rút, cây rau muống chưa đúng. Anh đã chia sẻ, cảm ơn. Ai mà chia sẻ rồi thì comment cho em mà đã chia sẻ nhá, xong rồi đoán ạ. Đây rồi, 200 người xem em sẽ gợi ý cây nhãn. Nguyễn Đức Hoàng, anh Đức Hoàng ơi, chia sẻ bài giúp em và đoán tên một loại thực vật phổ biến ở làng quê Việt Nam nhé. Cây chuối, cây sán, cây rau muống, cây này chắc chắn là mọi người biết. Chị Yến Giang ơi, đây là một loại thực vật rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Một loại thực vật rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Cây khoai, cây rau ngổ chưa đúng, cây măng chưa đúng, cây rau má chưa đúng. Đây lên 200 người xem rồi. Em sẽ gợi ý nhá. Đây là một loại thực vật có thể ăn được cả thân lẫn lá. Nó có thể ăn, loại thực vật này có thể ăn được cả thân lẫn lá nhá. Ăn được cả thân lẫn lá như là rau. Không phải là những cây to như là cây khế, cây đa, cây keo đâu ạ. Nó là một loại thực vật ăn được cả thân lẫn lá nhá, càng không phải cây mây nhá. Cây mây mà ăn cả thân lẫn lá là thôi luôn ấy, xong luôn ấy. Cây dâu tằm không đúng ạ, nó không phải là cái típ cây cây thân gỗ như là cây dâu tằm, cây đa đâu. Cây húng chưa đúng ạ, cây tía tô chưa đúng không? Nó dạng dạng như là cây húng, cây tía tô lại, nó là những cái cây thực vật nhỏ mọc dại nhá, mọc dại mọc hoang ở ở ruộng rất là nhiều, ở ngoài bờ ruộng rất là nhiều. Không phải cây cây to như cây cau, cây gạo đâu, nó là một giống như một loại rau cỏ mọc hoang ở bờ ruộng rất là nhiều nhá. Cây rau má chưa đúng, cây mồng tơi chưa đúng. Cây rau diếp chưa đúng. Cao ơi, nó không phải típ cây cây to, cây thân gỗ như là cây dừa đâu, cây tỏi chưa đúng nhá. Mọi người đoán tiếp đi, cây rau muống chưa đúng, cây rau lang. Nó mọc hoang rất nhiều ở bờ ruộng ở làng quê Việt Nam, quá nhiều luôn. Và bây giờ cái rau này đã trở thành đặc sản đấy ạ. Rau càng cua chưa đúng nhá, cây kinh giới chưa đúng ạ. Hãy lần lại trí nhớ tuổi thơ của mình xem là chúng ta đã từng tiếp xúc với cây đó chưa. Cây diếp cá chưa đúng, cây rau mùi chưa đúng, cây cần tơi. Mọi người ơi, cây này không người ta không có trồng được đâu ạ. Cây này nó mọc hoang mọc dại ở bờ ruộng ấy. Cây diếp cá, rau tía tô, cây diếp cá, cây chua muối chưa đúng nhá. Rau sam, ôi gần gần đúng rồi, nó giống như kiểu rau sam. Bây giờ em gợi ý một cái này nữa là mọi người đoán ai. Đoán này, cây này còn được sử dụng để làm một loại bánh nha. Cây này còn được sử dụng để làm một loại bánh nha. Ngó sen chưa đúng ạ, rau đay chưa đúng, rau lang chưa đúng, rau điệu chưa đúng, rau sam chưa đúng. Cây này còn được sử dụng để làm một loại bánh.
rất là nổi tiếng luôn, cây này ai cũng biết. Cây rau má không làm bánh được đâu, ngó khoai không làm bánh được nha, rau sam không làm bánh được. Loại cây loại cải đồng không làm bánh được, cây rau đắng không đúng ạ. Còn thương rau đắng mọc sau hè đấy cũng huyền thoại nhưng không phải nhá. Rau dền chưa đúng nhá. Cây lá gai. Rau đay rau càng cua, dạ không phải nhá, không phải là cây lá gai anh Phương Dung nhá, nó không phải là cây để dùng làm bánh gai đâu, nó dùng làm một cái loại bánh khác mà nếu mà ở phố Hà Nội mình cũng nghe người ta rao rất nhiều mà. Cây rau cải cúc không phải nhá, gần gần đúng rồi ạ, cây lá gai không phải anh Phương Dung ơi, nó là một loại bánh nhưng mà không phải là cái loại bánh gai. Cây rau khúc, cây rau khúc nhưng mà anh Phương Dung biết sai chính tả rồi nhá. Biết sai chính tả rồi ạ, cây lá khúc đúng rồi, anh Phương Dung trả lời đúng rồi nhá, nó là cây rau khúc. Cây lá khúc, cây rau khúc nhá. Anh Phương Dung trả lời đúng rồi ạ, nó là cây rau khúc ở Hà Nội mình cứ nghe là ai bánh khúc đây đấy. Tôi là bánh khúc đây, lẽ ra là xôi lạc bánh khúc đây nhưng mọi người hay nghe tôi là bánh khúc đây ấy. Đấy, cây lau rau khúc nha mọi người. Anh Phương Dung đã trả lời đúng rồi ạ. Cây lá khúc này, cây lá khúc hay là cây rau khúc thì đều là đáp án đúng nha. Anh Phương Dung đã trả lời đầu tiên này. Đây phần quà này thuộc về anh Phương Dung nhá, hai thân Châu Như ạ. Các anh Phương Dung đã trả lời đúng rồi, nó chính là cây rau khúc hoặc là cây lá khúc. Tím hoa lan cây khúc đúng rồi. Hà Nội mình cứ nghe ai tôi là bánh khúc đây ấy. Cây này huyền thoại mà. Cây lá dứa không phải anh Đại Trung Kiên Ngọc ơi. Anh Phương Dung đã trả lời đúng rồi nhá. Anh Phương Dung ơi, cho em xin lại số điện thoại anh Phương Dung. À, chị Lan Rừng chị Mười ơi, quê cậu ấy gọi là cây rau khúc à? À, cây lá khúc à? Quê tớ gọi là cây rau khúc ấy, cây rau khúc để làm nhân bánh khúc ấy. Cây ni không phổ biến. Ô anh ấy cây này phổ biến mà anh Tuấn Phan. Miền Nam không có cây này á. Diễm Hương Nguyễn Thị ấy, bây giờ em mới nhìn thấy chị luôn. Mình trả lời trước mặt anh Phong Hoàng, bây giờ em mới nhìn thấy anh Phong Hoàng với Diễm Hương Nguyễn Thị nhá. Này em nhìn thấy có mấy người đoán thôi. Chứ mà quê anh chả có, trời. Anh Phương Dung ơi, chia sẻ bài giúp em. À quên lộn. À anh cho em xin số điện thoại. Cây lá cúc làm bánh khúc. Cây lá khúc chứ sao lại cây lá cúc, em chỉ trả lời theo tiếng phổ thông thôi mà. Anh ở miền Tây mà sao biết được. Mọi người ơi, chắc ẩn comment đúng rồi anh Phong Hoàng, chắc ẩn comment đấy, bây giờ em mới nhìn thấy. Bây giờ em bán giả hạt phân xanh sạch nhá. Việt Lót 2019, ok anh Phương Dung. Cây lá khúc đâu có làm bánh khúc mà, lá chả bún. Thôi bây giờ em sẽ bán hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã tham gia chơi game ạ. Cái đi chỉ có Hà Nội. Ôi rồi làng quê Bắc Bộ, miền Trung, miền Nam gì đều có mà. Chẳng qua chắc mọi người không làm bánh nữa thôi. Thiệt thế em xa Hà Nội từ bé. Cô giáo lừa bỏ đây. Em lừa đâu. Đây em bán cây xanh sạch nhá. Em bán cây giả hạc xanh sạch này. Việt Lót 2019 cho mọi người nhá. Dễ thương quá, quê anh gọi thế. Đây thôi em bán hàng nhá, thôi hôm sau thì tối hoặc là mai thì sẽ lại chơi game tiếp nha mọi người. Cảm ơn mọi người đấy. Rồi cây của anh Phương Dung đây, anh ghi một em rồi. Khó quá. Đây mọi người ơi, Việt Lót 2019 nhá, quá đẹp luôn. Đây cây lá tròn như này ạ, cây lá tròn như này đã đủ đẹp chưa? Dạ hôm nay em không có nù game toàn người nhà chúng thôi. Đúng rồi, cứ ai trúng game thì sẽ là anh em bạn bè của em hết nha. Vâng em bán hàng đây ạ. Anh Thịnh Đặng ơi, em thấy anh Phương Dung đoán đầu tiên mà. Thôi mọi người ơi, chơi game vui là chính. Tối mình sẽ chơi game tiếp nha. Dạ vâng đúng rồi ạ. Đây cây lá mít như thế này ạ, xanh sạch tuyệt đối nha mọi người, cây rất là đẹp luôn. Tuyệt vời chưa? Cái này Việt Lót 2019 nhá. Anh ấy hàng này hàng gieo hạt anh nhá. Hàng gieo hạt này, thân cực kỳ trong luôn. Hàng gieo hạt nhưng mà cũng là gieo hạt hot chứ không phải là gieo hạt thường đâu ạ. Gieo hạt to như này mọi người biết là bao nhiêu năm rồi không?
Đây cho mọi người xem cây mẫu nhỏ như thế này mà nó đã có hoa rồi này. Bông này là bông hồng xước nhá. Bông này là bông hồng xước. Chưa nở đâu nhưng mà em nhìn thấy vào bên trong là thấy bông hồng xước rồi. Siêu âm. Siêu âm thấy bông hồng xước rồi. Em không biết dùng cái thước này à? Cái dùng cái thước này như nào đo xem cho mọi người, gieo hạt mà dài bao nhiêu rồi? 50 cm nhé mọi người. Em chào anh Cường, anh Gạo không gửi quà trúng game cho anh luôn. Anh Chu Soạn ơi, em gửi rồi mà. Anh gửi qua chưa? Chưa gửi anh Chu Soạn ơi, chết chắc anh Thành nhà em quên, để tí nữa em gửi cho anh nhá. Chết rồi. Tạ lỗi với anh Chu Soạn, tạ lỗi với anh Chu Soạn. Đây anh cố định cái khoảng 60 phần nhá. Đây cây này. Em mở hàng cây này, mở hàng mùng 1 nhá. 320k cho cây này ạ. Dài bao nhiêu rồi? Dài 52 cm nhé, mọi người biết là gieo hạt bao nhiêu lâu rồi nó được như thế này không? Lá tròn như lá mít. 320k. Không có chi. Anh ơi em quên đấy, em bị sốt đơn đấy. 320k cho cây này nhá. Ai chốt cho em 320k này. Cây này trên thị trường hiện tại đang bán 380 đến 400 nghìn một cây nhá. Nếu mọi người muốn biết là ở đâu bán thì có thể liên hệ với em. Xỉ em cũng sẽ dẫn mọi người đến mua xỉ luôn từ 30 cây nhá. Rồi ok em chốt. Chốt cho anh Thuận Đặng Minh này. Anh Thuận Đặng Minh chốt. Mọi người chốt kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Chốt kèm số điện thoại địa chỉ. Kèm. Chốt kèm số điện thoại cho em với ạ. Vâng ạ, em bán rất là rẻ nhá. Nếu mà mọi người mua từ 30 cây trở lên em sẽ có giá xỉ cho mọi người nhá. Chốt kèm số điện thoại, em chưa thấy ai chốt kèm số điện thoại cả. Em thấy rất nhiều người chốt rồi, em chốt cho anh Thuận Đặng Minh nhá. Anh Thuận Đặng Minh à. Anh Thuận Đặng Minh lên địa chỉ cho em với ạ. Dạ, mặt hoa này thì hoa sổ số thôi anh nhá. Hiện tại cái cây này nó nhỏ như này là có hoa rồi này. Nhưng mà hoa này thì hoa hồng xước thôi nhá. Em lên tiếp một cây mít nữa này. Em lên tiếp một cây mít xếp nữa này. Mọi người nhớ chốt kèm giá tiền, kèm số điện thoại ạ, chốt đúng cú pháp cho em. Em lên tiếp một cây mít nữa này. Cây này xem bao nhiêu sen nhá. Ôi giời, em không biết dùng cái thước này. Cây này 50 sen ạ. Ôi mọi người ơi, em không biết dùng cái thước này đâu, em đo gang nhá. Đây, 50 sen nhá. Chốt tiếp cây này 320k. Em bán rẻ nhất thị trường luôn nhá, 30 cây trở lên có giá xỉ. Chốt cho anh Hải Phương Đông. Rồi ok, em chốt cho anh Hải Phương Đông này. 4 cây thì giá vẫn thế thôi ạ. Em hiện tại đang có 2.000 cây nhá. Em bao giá rẻ nhất thị trường luôn, hiện tại em đang có 2.000 cây. Mọi người cứ từ 30 cây trở lên em có giá xỉ. Ok anh Thuận Đặng Minh nhá, 320k này. Nếu mọi người mua được ở đâu cái cây này rẻ hơn nhá. Mua được ở đâu cái cây này rẻ hơn em tặng mọi người luôn. Em chốt cho anh Hải Phương Đông 320k. Anh Hải Phương Đông lên địa chỉ cho em nhá. Đơn của anh nó chạy về đến Hà Nội cho em. Dạ chưa anh ơi, hoa tháng mấy? Anh ơi, hoa xuân nhá, hoa xuân. Đây ạ, mọi người xem cái nụ này là đang bông xước rồi đây ạ. Chốt kèm giá tiền, kèm số thật chứ không nó lộn này. Bây giờ mọi người, anh Nhật Nam em có thấy đâu. Mọi người chốt kèm giá tiền, kèm số điện thoại nhá. Mọi người yên tâm, ai cũng có cây ạ. Địa chỉ cho sau cũng được, ai cũng sẽ có cây nhá. Em có 2.000 cây cơ, bao giá rẻ nhất thị trường luôn. Em hả? Em lên tiếp một cây tiếp theo này. Xanh sạch tuyệt đối nhá mọi người. Vâng, hàng gieo hạt nhưng mà rất nhiều năm rồi. Anh Nguyễn Hoài Nam nhá. Chốt cây đăng hoa. Cây đăng hoa là cây mẫu anh ơi. Bao giờ bán hết 2.000 cây em chốt nhá. Chốt cộng giá tiền, cộng số điện thoại. Cây đăng hoa này là cây mẫu cho mọi người biết là nó nhỏ như thế này nhá. Nhưng nó đã có hoa rồi. Cây này mọi người sắp 30 cây giá bao nhiêu? 30 cây inbox nhá. 30 cây inbox ạ. Chốt cộng giá tiền, cộng số điện thoại. Cây này em chốt 320k tiếp này. Cái này về mọi người không cần phải chờ lâu ạ. Sắp có hoa rồi. Xuân này là hoa nhá. Xuân này là hoa luôn nha mọi người. Đây chốt tiếp cây này 320k này. Hả?
Cây một thân. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Alo. Anh Tuấn Anh Đinh, chốt cho anh một đơn đi. Alo. Anh Tuấn Anh Đinh ơi, đơn này anh Tuấn Anh Đinh có ok không? Lá nhựa này. Anh tên gì nhỉ? Rồi ok, em chốt cho anh Nhật Nam. Người thiếu ạ. Anh Nhật Nam nhá. Em hứa luôn là mọi người, mọi người hứa luôn là mọi người mua ở đâu rẻ hơn em sẽ trả lại tiền. Rồi anh Nhật Nam chốt này, anh Trần Minh Đặng Hoàng muốn chốt một cây, anh Tuấn Anh Đinh muốn chốt một cây. Bình tĩnh, em sẽ lên từng cây cho mọi người nhé. Anh này, cây này cho anh Nhật Nam. Đây ạ, tiếp nha. Cây một thân này em sẽ bán 320. Nhưng mà nếu mà phải kèm số, kèm mã số. Rồi, số 3 anh Nhật Nam. Ghi tên vào. Kèm mã số để cho mọi người chốt số 3. Rồi, cây này. Đây, em nhìn mỗi người chốt một cây đúng không? Anh Nhật Nam xong rồi đến anh Trần Minh Đặng Hoàng xong rồi đến anh Tiến Sinh. Không mặc cả như anh Hoàng Hồng Lê. Em không mặc cả đâu ạ, em đang bán rẻ nhất thị trường luôn ạ. Mọi người cứ bình tĩnh, em sẽ lên cây cho mọi người. Đây là cho anh Trần Minh Đặng Hoàng 320k nhá. Số... Anh Trần Minh Đặng Hoàng ạ. Vâng. Mọi người cứ đi dạo live khắp mọi nơi nhá. Cứ đi dạo live khắp mọi nơi. Nếu mà ai mà bán em mà bán đắt hơn thì mọi người đến đây em trả lại tiền. Đây, em chốt tiếp cây này cho anh... Chốt tiếp cái này cho anh Tuấn Anh Đinh nhá. Anh Tuấn Anh Đinh này. Chốt anh Trương Tiến Đồng đơn. Rồi em nhìn thấy ai chốt hàng em sẽ lên cây cho mọi người nhá. Anh Tuấn Anh Đinh. Anh Tuấn Anh Đinh ơi, cây này anh Tuấn Anh Đinh ok không? Ai mà muốn mua từ 30 cây trở lên giá xỉ thì inbox cho em nhá. Đây, cây này cho anh Tuấn Anh Đinh này. Xong rồi đến anh Tiến Sinh và anh Liệu Đặng Xuân này. Anh Trương Tiến Đồng nhé. Anh Trương Tiến Đồng nào. Rồi ok anh Trương Tiến Đồng. Đây ạ, tiếp một cây nhá. Xanh sạch tuyệt đối luôn nhá. Em chốt cây này cho anh Liệu Đặng Xuân nhá. Em chốt cây này cho anh Liệu Đặng Xuân này. Đây ạ, cây như nhau hết. Tầm 50 hơn 50 cent nhá. Em chốt cho anh Liệu Đặng Xuân. Còn ai nữa nhỉ? Anh Trương Tiến Đồng với anh Tiến Sinh. Số 6 này, đây là số 5 của anh Tuấn Anh Đinh nhá. Số 5 của anh Tuấn Anh Đinh, đây là của anh Liệu Đặng Xuân này. Cây quá đẹp luôn. Liệu Đặng Xuân đúng không? Vâng. Coi một bông xíu em, dạ vâng, đây là mặt bông ơi anh nhá. Nhưng mà cái cây này không bảo hành được mặt bông đâu anh, vì nó là cây gieo hạt ấy. Chả nhìn thấy ai chốt luôn ấy. Ok, em chốt cây này cho anh Trương Tiến Đồng này. Cây nào cũng dài tầm 50 hơn 50 cm em khỏi đo luôn nhá. Anh Tuấn Anh Đinh với anh Liệu Đặng Xuân. Đây là anh Trương Tiến Đồng này. Anh Trương Tiến Đồng. Ok anh Tuấn Anh Đinh, em chốt rồi nhá. Chốt cho anh Phương Dung một đơn này. Anh Phương Dung thích một đơn à? Rồi ok anh Phương Dung. Đây là của anh Trương Tiến Đồng này. Anh Phương Dung. Đây nha anh Phương Dung ơi. Chốt cho anh Phương Dung cây này luôn nhá. Nhiều quá, trôi comment nhanh thế em không kịp nhìn luôn ấy. Nguyễn Văn Đạt Đạt. Nguyễn Văn Đạt Đạt à? Mọi người cứ để lại số điện thoại với cả địa chỉ là em chốt hàng luôn đấy. Nguyễn Văn Đạt Đạt. Này, anh Phương Dung này. Nguyễn Văn Đạt Đạt. Ôi dồi ôi, cây này đẹp chưa? Cây này xếp chân rết luôn. Ok, chốt cho anh Công Đỗ, anh Tươi Đỗ. Anh Công Đỗ, anh Tươi Đỗ. Rồi. Anh Nguyễn Văn Đạt Đạt đây đúng không? Ừ. Số mửa, số... Đấy là anh Phương Dung, anh Nguyễn Văn Đạt Đạt này. Cây đẹp 10 cây như 10 luôn nhá mọi người. Ok, chốt cho anh Hoài nhá. Cái này là của anh Nguyễn Văn Đạt Đạt này. Tiếp đi, còn ai nữa? Anh lấy Công, cây đi em. Anh Công Đỗ, anh Hoài Nhân, anh Tiến Sinh. Anh Công Đỗ, anh Hoài Nhân, anh Tiến Sinh. Em ghi tên vào đây xong rồi em lên đơn nhá. Anh Công Đỗ này. Anh Hoài Nhân này, đúng không? Ừ, anh Tiến Sinh. Anh Hoài Nhân này. Máy em không nhìn được comment hết ạ. À? Máy em bị ẩn hết comment mọi người ạ. À. Mọi người xin lỗi nhá, xin lỗi mọi người nha. Máy em ẩn comment nhiều lắm luôn ấy. Kiểu
Dạ vâng, thứ bảy chủ nhật em có nhà nha, mọi người qua nhà em có tận đến 2.000 cây cơ. Khuyên ơi, lại lấy cây cho chị nhanh đây. Anh Hoài Nhân, anh Tiến Sinh để mọi người chốt cho cây làm ít. Dạ vâng. Đây. Cây này dài miên man luôn, cây này phải dài 60 nhá. Cây này phải dài 60 nha mọi người. Ôi giời. Hơn 60 luôn ạ. Cây này hơn 60 luôn nhá. Em chốt cho anh Công Đỗ này. Dài ngắn hơn một tí thì không quan trọng nhá, quan trọng là sổ ra hoa đẹp. Chốt cây này cho anh Công Đỗ này. Em ơi. Anh ơi, chốt anh Công Đỗ này. Anh Công Đỗ. Lên tiếp cây tiếp theo nhá. Ôi giời, cây này thì mập ú ù lá mít luôn. Cây này mập ú ù lá mít luôn nhá. Em chốt cây này cho anh Hoài Nhân này. Có cây nào nhiều thân? Có ạ. Em bán hết hàng một thân em sẽ lên hàng nhiều thân nhá. Có cây nhiều thân ạ. Cây này em sẽ chốt cho anh Hoài Nhân này. Quá đẹp luôn. Một cây lá mít cho anh Tiến Sinh à. Quá đẹp luôn. Hai cây này của anh. Cây đấy là một cây của anh Hoài Nhân, một cây của anh Công Đỗ. Hoài Nhân cây đầu tiên luôn. Vâng. Đây, đây là cây của anh Tiến Sinh nhá. Phi điệp xanh sạch anh nhá, phi điệp xanh sạch, lá xếp lá mít đây ạ. Bao giá rẻ nhất thị trường 30 cây em có giá xỉ cho mọi người nhá. Mọi người thích đến nhà chọn cũng được, em hiện tại đang có 2.000 cây ạ. Nếu mọi người mua được ở đâu rẻ hơn em sẽ trả lại tiền. Hứa danh dự luôn. Đây là cây giả hạc anh nhá, đây là cây giả hạc đây ạ, mặt bông đây ạ. Bông này thì đang là ra là bông hồng xước nhá. Em đang chọn hết những cây lá mít tròn bán cho mọi người đấy ạ. Em bán cây một thân, chốt 2 cây 600k. Em không bán mặc cả đâu. Em chẳng nhìn thấy comment của ai luôn ấy. Anh Tươi Đỗ nữa đúng không? Chưa có cây cho anh Tươi Đỗ này. Đây là anh Tiến Sinh đúng không? Số 12, số 13 là anh Tươi Đỗ. Đây là anh gì đây? Anh Tiến Sinh, anh Kim anh Tiến Sinh chưa? Rồi. Chưa. Vậy thì anh Tiến Sinh, anh Tiến Sinh. Tiếp tục này, em chốt cây này cho anh Tươi Đỗ nhá. Mọi người nhìn lá này, mọi okay, người. Anh Đỗ Liễu 5 cây nhá. Anh Đỗ Liễu 5 cây, ok anh Đỗ Liễu ạ. Anh Tươi Đỗ 320k này. Đây là anh Tiến Sinh đúng không? Anh Tiến Sinh, đây là anh Tươi Đỗ này. Dạ hàng này là hàng hạt nhá, nhưng mà hàng hạt rất là lâu rồi. Dạ không, đây không phải là hàng thái nhá. Nhặt hết cây một thân này sẽ... Anh Tươi Đỗ này xong rồi đến ai nhỉ? Anh vừa bảo ai? Anh Tươi Đỗ rồi, cây anh Tươi Đỗ nhá. À, anh Tươi Đỗ 5 cây. Anh Đỗ Liễu 5 cây này. Anh Đỗ Liễu. Anh Đỗ Liễu 5 cây, ok anh Đỗ Liễu sẽ chụp ảnh cho anh ấy xong nhá. Anh Đỗ Liễu ơi, em sẽ chụp ảnh cho anh nhá. Dạ vâng. 320k cây một thân ạ. Cây cả mét thì không có đâu, 50 đến 60 thôi ạ. Lên nhiều thân đi em. Ok, bây giờ lên nhiều thân nha. Bây giờ em sẽ lên nhiều thân nha, anh chọn 5 thân cho anh Đỗ Liễu đi. Rồi. Còn nhiều người chốt mà chưa được, ai lấy cây một thân thì 320k nhá. Phi điệp gieo hạt ạ, phi điệp gieo hạt thân xanh sạch nha mọi người. Chốt một cây, ok em chốt cho anh Bình Lương. Cây một thân như này em bán 320k, giá rẻ nhất thị trường luôn. Dài đến 5 đến 60 cm, em không đo nữa nhá. Nó sẽ dài tầm 5-60 cm và sẽ hoa luôn cho mọi người đây ạ. Ok, em chốt cho anh Bình Lương một cây này. Chốt anh Hoài Nhân cho em. Anh Hoài Nhân em chốt rồi. Cây quá đẹp luôn. Anh Bình Lương lên địa chỉ cho em nhá. Anh Long Huê một cây nhá. Rồi, ok anh Long Huê. Anh Công Đỗ một cây. Công Đỗ em chốt rồi mà. Anh ghim tên anh Long gì nhỉ? Long Huê. Đây. Cây này là cây anh chốt đến nay rồi, anh Tươi Đỗ rồi đúng không? Đây là cây của anh Bình Lương. Anh Bình Lương em chốt cho anh cây lá xếp này nhá. Cây này dài gần 60 cm rồi. Có cây đăng hoa dạ, có một cây đăng hoa đây ạ. Cây đăng hoa này là hiện tại là cây mắt xước nhá. Đấy mọi người có nhìn thấy mắt xước không ạ? Đây là cây mắt xước nhá, nhưng mà nó hoa bói nên có thể khuôn hoa nó vẫn chưa chuẩn đâu. Nhưng mà em nói trước là cái cây này ấy, tất cả những cái cây này nó sẽ không cùng một mặt hoa đâu, mỗi cây nó sẽ một mặt hoa, cho nên là mọi người mang tính chất là xổ số giúp em nhé. Đây là anh nhỉ? Anh Bình Lương, anh Bình Lương. Anh Long Huê một cây nữa. Ok. Ôi giời, anh Long Huê ơi, cây này của anh xuất sắc luôn. Anh Long Huê ơi. Anh Bình Lương lên địa chỉ cho em nhé. Anh Long Huê ơi, cây này của anh này quá đẹp luôn.
Nick kia comment nó bị ẩn. Đúng rồi anh ạ, nick mới là bây giờ Facebook nó chặn tương tác. Em cũng đang không nhìn thấy comment của mọi người luôn. Đang phải nhờ anh Hành nhìn trong máy tính như này. Anh Long Huê một cây này 320k này. Cây lá mít đẹp chưa? Anh Thuận Đặng Minh thêm một cây nhá, ok. Văn Thị... Anh Thuận Đặng Minh thêm một cây. Anh Thuận Đặng Minh à? Anh Thuận Đặng Minh cộng. Rồi, ok. Có thể anh Hoài Nhân ấy, có thể nhá, có thể là cánh trắng, có thể là mắt xước, có thể là cánh phớt hồng. Anh Văn Thị Cao cho số cho địa chỉ nhá. Anh Văn Thị Cao một cây. Anh Văn Thị Cao cho em xin địa chỉ nhá. Cái này chốt cho anh Long Huê cho địa chỉ rồi đúng không? Anh Long Huê cho địa chỉ. Anh Long Huê cho em lên cho em địa chỉ nhá. 320k cây một thân dài 5-60 cm nhá. Đây là anh Long Huê này. Dạ không dập đâu, anh Văn Thịnh Cao đưa cho chị cây một thân, anh đưa em cây một thân cho anh Văn Thịnh Cao. Xếp bằng em. Đây là cây đỏ này lại nhá. Cây đỏ. Cây đỏ này lại. Đây cây xanh sạch đâu? Đấy. Đây đúng. Cây này bị cây này đẹp quá nhỉ. Không phải thế. Ôi giời, cây này đẹp quá nhỉ. Em bóc cái kẹp ra. Nhiều quá không nhìn thấy. Nhiều quá không nhìn thấy. Anh Văn Thịnh Cao lên địa chỉ em chốt cho anh Văn Thịnh Cao cây này nhá, xuất sắc luôn. Ok, chốt cho anh Nguyễn Anh Phương hai cây. Anh Nguyễn anh Văn Thịnh Cao lên địa chỉ nhá. 17 anh Văn Thịnh Cao này. Anh Nguyễn Anh Phương hai cây. Anh Văn Thịnh Cao 320k này. Anh Văn Thịnh Cao này anh này. Anh đây là cái anh mầm mà. Đâu? Đây. Ôi giời. Đây thôi, chốt lại. Xin lỗi anh Văn Thị Cao, để em chốt lại cái khác cho anh nhé. Thôi chốt rồi, chốt luôn đi. Không sao đâu, một mầm với hai mầm. Chốt cho anh Văn Thị Cao nhé. Cây đấy có một mầm nhỏ nhưng thôi em không tính nữa. Cây đăng hoa em để làm cây mẫu nhé. Bao giờ em bán hết 2.000 cây em sẽ bán cây đăng hoa cho mọi người luôn. Cây này là cây hạt nhé. Chốt ba cây đẹp, mọi người chốt kèm với điện thoại địa chỉ anh Nguyễn Anh Phương. Mọi người cứ chốt đi. Ok, anh Nguyễn Anh Phương hai cây. Mọi người cứ chốt đi. Chốt cho anh Chốt cho anh Nguyễn Anh Phương hai cây này. Anh Nguyễn Anh Phương hai cây dài miên man nhé. Anh ơi, chốt cho anh Nguyễn Anh Phương hai cây này. Chốt cho anh Võ A Tích một cây. Anh Võ A Tích một cây à? Võ gì đấy, A Tích chờ gì. Ôi dồi, cây này đẹp quá. Đây là anh Nguyễn Anh Phương này. Vâng, anh Nguyễn Anh Phương hai cây. Anh Nguyễn Anh Phương hai cây này. Ok. Xong đơn anh Nguyễn Anh Phương nhá. Anh chốt cho anh Võ A Tích một cây. Anh Võ A Tích à? Võ cái gì? A R C C H I T. Em có nhìn thấy comment đâu. Rồi 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 rồi. A Tích. Anh ấy rồi rồi, ok anh Võ ấy nhá. Anh Đỗ Liễu ơi, cây này hoa sổ số nhá. Nó sổ được một bông hoa là mắt xước rồi. Nó mới sổ được một bông mắt xước thôi, còn lại là những cái cây này có được mắt xước hay không là còn tùy nhá mọi người nhá. Ok, Quang Trần hai cây cho địa chỉ luôn nhá. Anh Võ A Tích một cây này. Đây anh ơi, cây của anh đẹp chưa? Anh Quang Trần hai cây, anh Nguyễn Văn Thái ba cây, ok nhá. Anh Quang Trần lấy cho chị hai cây nào. Anh ơi, cái này cho anh Võ này. Anh Nguyễn Văn Thái ơi, Đinh Thu Hương 16/1 là ở đâu nhỉ? Thôi tí nữa gọi điện thoại lại luôn. Đây này. Cái này anh Võ A Tích ấy. Ai nữa? Anh vừa đọc ai nhỉ? Anh Nguyễn Văn Thái ba cây. Anh Nguyễn Văn Thái lấy cây cho chị em. Anh Nguyễn Văn Thái ba cây, anh Quang Trần hai cây. Anh Quang Trần hai cây, anh Nguyễn Văn Thái ba cây, chờ em tí nhá. Cây một mầm à? Cây một mầm, cây lá tròn đấy. Anh Quang Trần mấy cây? Anh à? Anh Quang Trần mấy cây? Anh Quang Trần hai cây. Ok, đây. Anh Quang Trần cho địa chỉ luôn nhá. Anh Quang Trần ơi, cho em địa chỉ luôn anh nhá. Anh Nguyễn Văn Thái cho em lại địa chỉ nhá. Anh Văn Võ Phu, anh Văn Võ Phu bao nhiêu cây nhỉ? Anh Văn Võ Phu bao nhiêu cây báo em nhá. Anh Quang Trần hai cây đây ạ. Ok, anh Tuấn Nguyễn một cây này. Anh Quang Trần hai cây nhá, cây rất là đẹp. Nó có dài ngắn hơn nhau một tí thì mọi người cũng xem nhá. Nó sẽ từ tầm từ 50 đến 60. Lá thì lá tròn, lá xếp như này ạ. Anh Tuấn Nguyễn một cây nhá. Anh Quang Trần hai cây này. Anh ơi, anh Quang Trần hai cây, anh Thái ba cây đúng không? Anh gì Thái nhỉ? Anh Nguyễn Văn Thái. Anh Nguyễn Văn Thái. Alo. Lấy cây tiếp cho chị đi, lấy một cây nữa. Anh tên là gì anh? Em lên 3 cây cho anh Nguyễn Văn Thái nhá. Anh bao nhiêu cây ạ? Một cây 320.000 anh.
Hàng này là hàng phi được xanh sạch thôi anh. Hàng gieo hạt. Vâng. Gieo hạt lâu lắm rồi. Gieo hạt trong phòng thí nghiệm anh. Đây. Anh Thái ơi. Ở Hà Nội anh ơi. Em lên 3 cây cho anh Nguyễn Văn Thái nhá. Cây lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Vâng, ok anh cứ cho em số điện thoại địa chỉ ở trên bài thì em sẽ đây à. Em sẽ gọi lại cho anh. Chốt ngay cho hết cây một mặt. Đây nhá. Vâng vâng. Anh Thái. Cho em cái số điện thoại địa chỉ. Anh Nguyễn Văn Thái 3 cây này. Hai cây này của ai nhỉ? Anh Quang Trần. Hai cây đây cơ mà. Vâng. Hai cây này của anh Quang Trần. Hai cây đấy của anh Quang Trần. Anh Quang Trần, anh Nguyễn Văn Thái 3 cây đúng không? Đúng rồi. Anh Nguyễn Văn Thái 3 cây rồi còn ai nữa? Anh Tuấn Nguyễn 1 cây. Anh Tuấn Nguyễn 1 cây rồi, ok này anh này. Anh Nguyễn Văn Thái ok, địa chỉ Nguyễn Văn Thái rồi nha. Rồi anh ơi, đỡ anh cây. Quang Trần ok, chỉ Quang Trần nhá. Anh Tuấn Nguyễn à? Tạm thời hết cây 1 mầm nha. Anh Tuấn Nguyễn 1 cây à? Rồi tạm thời hết cây 1 mầm, bây giờ chuyển sang cây 3 mầm. Đây, em bán cho anh Tuấn Nguyễn 1 cây nữa nhá. Xếp cây 3 mầm nhá. Anh Tuấn Nguyễn 1 cây này. Cây bây giờ không được cứ 3 mầm, cứ cây nhiều mầm nhá. Cây còn cây một mầm không, cây một mầm. Hết cây một mầm rồi. Còn lại sẽ lên sau. Mọi người cứ đặt đi. Bởi vì cả một đống cũng thể chọn được. Em có rất nhiều nhá. Em có rất nhiều thực sự là bây giờ mọi người em không thể nào mà chọn lại được. Mọi người cứ để lại số điện thoại đi. Tí nữa em sẽ gọi điện cho mọi người luôn. Tí nữa em sẽ gọi điện cho mọi người nhá. Lấy bao nhiêu cây, cứ cây một mầm này là 320k này. Ok đi. Ok đi, để lại số điện thoại. Bây giờ cây thì 2000 cây đây, em không thể nào mà chọn hết được. Cho nên là mọi người hãy cho em để lại số. Anh hỏi làm gì không trả lời là sao sóc. Ok anh Trần Trinh. Tại vì không nhìn thấy comment. Tại vì không nhìn thấy comment anh ạ. Bởi vì là nó trôi nhanh quá. Hiện tại bây giờ em đang có 2000 cây nhá. Cây một mầm dài 5 đến 60cm này là em bán 320k một cây. Cây xanh sạch hoặc là cây thân đỏ. Cây xanh sạch hoặc là cây thân đỏ như thế này. Thì mọi người muốn cây xanh sạch hay là muốn cây thân đỏ, thay cây xanh sạch thì nhiều nhá. Nhưng mà cây thân đỏ thì ít thôi ạ. Mọi người chỉ cần để lại 3 cây 1000k bao ship. Em bao không mặc cả đâu ạ, và không bao ship đâu ạ. Em hứa với anh là bán rẻ nhất thị trường nhá. Nếu anh tìm được ai bán rẻ hơn, anh đến đây Lan Rừng Lá Nhỏ trả lại tiền. Được chưa? Anh Nguyễn Tuấn Vũ ơi, cây Lan Rừng Lá Nhỏ sẽ trả lại tiền cho anh mua được cây của ai như thế này, đẹp như thế này mà giá rẻ hơn. Dạ vâng vâng. Anh Thơ, anh Tuấn Nguyễn một cây nữa. Bây giờ cây này đang nhiều cây này, còn em còn cây đẹp lắm. Tí nữa em sẽ inbox thêm cho chị nhá. Đấy là cây gì đấy em? Vâng vâng. Tí nữa. Mới cây một mầm còn cuối cùng. Có em nhiều mầm rồi chị đặt 5 cây đúng không? Nhiều mầm. Hết một mầm rồi đúng không? Chị 5 cây và em sẽ inbox cho chị. Ở đây hết cây một mầm nhưng ngoài vườn còn nhiều mà. Ừ. Ngoài vườn em còn rất là nhiều cây một mầm nhá. 320k một cây một mầm to như này. Trong nhà là hết cây một mầm. Trong nhà hiện tại là em hết cây một mầm để lên cho mọi người rồi. Cho nên là mọi người hãy nếu mà muốn mua cây một mầm 320k một cây thì để lại số điện thoại, số cây em sẽ gọi điện. Em có đến tận 2000 cây cơ, cho nên mọi người mua thoải mái, bao giá rẻ nhất thị trường. Bây giờ em sẽ lên cây nhiều mầm nhá. Hoa lại gì vậy? Anh ơi, anh quê Vũ Đình ơi, cây này là cây giả hạc thân xanh sạch và có cả những cây thân tím nhá. Chốt một cây thân thẳng. Ok, okay anh Thịnh Đặng nhá. Ok anh Thịnh Đặng này. Mọi người cứ lên số điện thoại địa chỉ. Bỏ xỉ nhá, anh ngoài nhá. Em họ bỏ xỉ từ 30 cây nhá. 10 cây bỏ xỉ, chưa bỏ xỉ được đâu anh ơi. 30 cây em mới bỏ xỉ nhá. Bởi vì tại sao? Em lãi rất là ít. Người ta đang bán cây này 380-400 ngàn một cây nhá. Anh Phương Minh ơi, 3 cây là 960.000. Ship anh tự trả nhá. 3 cây 960.000 không ship anh nhá. Anh trả 1.000k là thừa rồi. Anh Alo. Phương Minh ơi, 3 cây chỉ có 960k thôi nhá. 3 cây chỉ có 960k. Đúng rồi anh ơi, đúng rồi anh ạ. Anh tên là gì anh nhỉ? Anh tên là gì ạ? Rồi bây giờ em sẽ chốt ai còn muốn cây một thân thẳng nữa thì báo em này. Không thì em sẽ lên cây nhiều mầm này. Nguyễn Bình hình như chốt cho anh rồi mà. Anh Nguyễn Bình chưa có đâu. Anh Nguyễn Bình chốt mấy cây nào? Anh bên mấy cây hả anh? Vâng ạ, cây gieo hạt nhá. Anh ơi, cây giả hạt, gieo hạt thân xanh sạch nha anh nhá. Đây ạ. Ship đắt không shop? Anh Hoài Nhân ơi, ship nó sẽ rơi vào tầm 4-50k nhá. 4-50k vì cái cây này nó khá là lớn, nó khá là dài mà em phải đóng hộp chắc chắn cho mọi người. Đây ạ, em lên mẫu một cây nó như thế này nhá. Cây lá mít tròn như thế này ạ. Lá mít tròn và lá xếp như thế này là 320.000 một cây. Ok. Anh Đặng Thành Vinh một cây thẳng tắp này.
Bây giờ hiện tại trong nhà em đang hết cây thân thảo rồi, nhưng ngoài vườn có 2.000 cây cơ. Đây cho mọi người xem luôn nhé, không mọi người lại bảo là vườn ở đâu mà lắm thế. Đây ạ, 2.000 cây nhé, 2.000 cây đang ở đây nhé này, mọi người nhé, 2.000 cây đang ở đây, cho nên là mọi người cứ chốt đi ạ. Anh Quang Trần một cây thân đỏ à? Rồi, cộng một thân đỏ. Thân đỏ rất là ít, xanh sạch thì nhiều nhưng thân đỏ ít. À, anh Đặng Thành Vinh một mầm thẳng tắp, anh Đặng Thành Vinh này. Xin lỗi mọi người à, nãy em không thể nào mà nhìn kịp con men luôn ấy. Anh 111 là tên là cái gì nhỉ? Tí gọi lại cho anh 111 nhá. Đây gọi luôn. Đây còn ai muốn chốt một cây một mầm 320k nữa thì anh Võ Văn Vũ, anh Văn Võ Vũ một cây này. Anh quê Vũ Đình 3 cây. Anh Văn Võ Vũ là mấy cây? Một cây. Rồi. Anh quê Vũ Đình 3 cây. Anh quê Vũ Đình 3 cây này, ai nữa nào? Sơn Tặng hỏi anh nhỉ, anh cho Sơn Tặng là ok, tí em gọi. Rồi, tí nữa em sẽ gọi điện ạ. Alo ạ, anh Phương Minh 3 cây nhá. Anh Phương Minh 3 cây rồi nhá. Vâng, anh. Đây ạ. Vâng, em cái đây. Anh chốt một cây có được không? Dạ vâng anh Nguyễn Thắng nhá, em chốt cho anh cây đẹp luôn. Nhiều quá anh ơi, nhiều quá. Em có 2.000 cây cơ cho nên là mọi người chốt thoải mái. Anh Nguyễn Thắng một cây này. 3, 4, 5 nữa ạ. Ai mà muốn lấy xỉ em sẽ bỏ xỉ từ 30 cây nhá. Bỏ xỉ từ 30 cây ạ. Anh Nguyễn Thắng một cây. Anh Thắng ơi, anh Thắng cho em. À em chắc em có địa chỉ của anh Thắng rồi đấy. Anh ở đâu ạ? Đây ạ. Cây một mầm thì sẽ như thế này ạ. 10 cây như một nhá. Dài từ tầm từ 5 đến 60cm, chỉ có 320.000 một cây. Vâng ok. Đây mọi người, cây này về mọi người không phải chờ hoa lâu đâu nhá, không phải chờ hoa lâu ạ. Chốt hai mầm xanh thẳng rồi. Ok anh Hoa Lê Văn ạ. Anh Hoa Lê Văn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Sợ em lại quên. Anh Thắng ơi, hôm trước không phải là em quên đâu mà vì cây nó về nó không đẹp lắm cho nên em xỉ hết, em không bán lẻ. Anh Hoa Lê Văn hai mầm xanh thẳng. Anh Hoa Lê Văn hai mầm xanh thẳng này. Anh Hoa Lê Văn hai cây xanh thẳng. Anh Hoa Lê Văn lên số điện thoại địa chỉ cho em. Hàng này thì không phải là hàng vùng nào mọi người nhé. Hàng này là hàng gieo hạt thân xanh sạch. Gieo hạt loại gieo hạt kiểu dạng như cao cấp ấy. Thân xanh sạch ạ. Và lựa chọn từng cây tuyệt đối. Và cây gieo hạt lâu năm rồi nhá, nên nó đã dài được như này rồi. Với những cây nhỏ như này là mọi người cũng được ngắm sắp, được ngắm hoa nhá. Đây có một cây là nở sớm đây ạ. Là mọi người có thể nhìn thấy là cây này là cây mắt xước ạ. Cửa hàng chỗ nào Hà Nội em? Anh ơi em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp, anh ở gần có thể qua nhà chọn nhé. Cái hồng cánh sen mắt xước. Đây này, đã sổ ra là một bông hồng cánh sen mắt xước nha mọi người. Nó có thể sổ ra cánh trắng, sổ ra cánh hồng, sổ ra mắt xước, tùy. Rồi, ok anh Hoa Lê Văn hai cây xanh thẳng địa chỉ inbox. Anh Nguyễn Thắng em chốt hàng cho anh rồi nhá. Em chào anh, nếu là anh chốt hai cây xanh, chốt hai cây một xanh một tím. Anh Lê Thị nghe nó không phải là tím đúng không anh ạ, nó đỏ. Cây thân đỏ. Cây thân đỏ chứ không phải là cây thân tím. Đó nhá. Anh Lê Thị. Anh tên là gì anh nhỉ? Một xanh một tím. Anh gì ạ? Ok anh Lê Thị nhá. Anh Tịnh. Ok ạ. Cây rất là đẹp luôn. Vâng. Cây này ra hoa không xuống lá nhỉ? Anh Đặng Thành Vinh ơi, cây này nó là hoa bói anh ạ. Cái hoa này nó là hoa bói ở ngọn. Cái này nó là hoa bói ở ngọn thôi anh nhá. Đây này, nó ra ở ngọn chứ không phải là ở kẽ lá đâu ạ. Lá này là bông, này là bông lá nhựa, bông cánh sáp rồi đấy mọi người. Bông đã sổ là bông cánh sáp. Nhìn vào bên trong họng thì thấy mắt xước rồi. Dạ được anh Thịnh ơi. Chốt anh mầm đang cầm đi. Ok anh Thiện Minh. Đây ạ, mầm nào nó cũng như mầm này luôn. Mầm nào cũng lá xếp lá tròn như này luôn ạ. Anh Thiện Minh chốt mấy cây thì để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Giá một mầm dài từ 5 đến 60cm này là 320k. 320k. Còn tí nữa em sẽ lên cây nhiều mầm thì giá sẽ cao hơn một chút. Còn cây một mầm dài là 320k. Ơ em cảm ơn anh Bình Hà nhá. Đỏ ok. Ok anh Lê Thịnh nhá. Không về mọi người lại bảo nó không tím. Em nói trước là nó không tím mà nó đỏ ạ. Nó đỏ như này. Anh cho em một cây thân đỏ để cho mọi người xem. Cây thân đỏ rất là đẹp. Cây thân đỏ rất là đẹp luôn ấy. Anh Thiện Minh chốt anh. Ok anh Thiện Minh. 26 anh Thiện Minh. Cây thân đỏ này thì giá cao hơn.
Rồi, chốt cái này cho anh Thiện Minh nhá. Đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy thân của nó ạ. Cây này quá đẹp luôn. Cái Thiện Minh à? Đây ạ, tiếp lá xếp như thế này đã đủ đẹp chưa? Lá xếp như này, địa chỉ đã inbox rồi nha. Dạ vâng, mọi người cứ để lại địa chỉ. Kể cả ai không có địa chỉ tí em sẽ gọi điện nhé. Làm sao mà phải bán hết 2.000 cây cơ, cho nên là chỉ cần để lại số điện thoại thôi em sẽ gọi điện. Đây ạ. Ai thích, còn ai thích cây một mầm 320k lá xếp, lá tròn lá xếp nữa không ạ? Cái cây này là xếp đứng luôn này. Cây này là xếp xòe như bàn tay luôn này. Đó. Có những cây thì nó xếp ngửa nhá, có những cây thì nó xếp như này. Bao giờ mà bán hết 2.000 cây là em sẽ bán cây này nhá, cho anh 2 cây. Rồi ok, anh Thanh Nguyễn này, em chốt 2 cây cho anh Thanh Nguyễn, lên số điện thoại cho địa chỉ cho em nhá. Đây, mọi người có thể nhìn thấy thân đỏ đấy ạ. Mọi người có thể nhìn thấy thân đỏ. Anh Thanh Nguyễn 2 cây này. Anh Thanh Nguyễn cho em số điện thoại, địa chỉ nhá. Cho em số điện thoại, địa chỉ luôn. Đây, lá xếp đẹp như thế này thì đã đủ để cái này chơi thân lá cũng đã đẹp rồi, chưa kịp nói đến hoa. Anh Hoa Lê Văn chốt bao nhiêu cây? Anh Hoa Lê Văn là chốt 2 cây. Ok. 2 cây xanh thẳng nhá, anh Hoa Lê Văn là 2 cây xanh thẳng. Em ghi chú ở trong sổ. Có, em có ghi chú rồi, em chào anh Vi Anh. Đây còn không ai chốt cây một thân nữa thì em sẽ lên tiếp những cây hai thân nhé. Của nợ gì đấy? Ồ anh chốt mà anh ấy hỏi cây gì ạ? Cây này là cây giả hạc thân xanh sạch anh nhá. Cây giả hạc lá mít lá xếp thân xanh sạch. Anh thì không phải điện, vâng ạ, anh thì không phải điện đâu. Anh Thanh Nguyễn ơi, anh chốt hàng mà anh không biết cây gì ạ? Cho cốc nhiều mầm đi. Cốc nhiều mầm thì giá sẽ mắc hơn một chút nhá. Bây giờ em lên cốc nhiều mầm, ai thích cốc một mầm thì cốc một mầm này là 320k nhá. Dài từ 5 đến 60 cm ạ. Dạ không có cây nào 100k đâu anh ơi. Đây ạ, có cây 100k nhá. Cây 100k là cây cây dạ hạc 6 mắt này, là cây con anh nhá. Anh biết cây này trồng nó lớn như này sắp cho hoa rồi nó vất vả thế nào không anh? Đây ạ, cây này. Rồi ok anh Thanh Nguyễn này. Anh Lê Khanh ơi, cảm ơn anh nhiều nhá. Khổ, đáng ra em phải được làm MC truyền hình đúng không anh? Thế bây giờ em ngồi bán lan, nếu mà có thương tình lan rừng lá nhỏ thì chốt hàng nhá. Môi tê là gì hả anh? Dạ cây một mầm là 320k. Bây giờ em sẽ lên cây nhiều mầm nhá. Bây giờ em sẽ lên cây nhiều mầm ạ. Cây này hai mầm này. Cây này hai mầm xanh sạch này. Đây hai mầm nhá. Áo thì xanh nhưng mà thân trong thì đỏ này. Cây này em chốt 350k. Bây giờ em lên những cây nhiều mầm nhá. Cây này em chốt 350k. Ai chốt cây nhiều mầm 350k này? Em không có biết đo thước đâu, em đo tay đây. Em chỉ quen cầm bút thôi, không biết cầm thước. 40 một mầm 40, một mầm hơn 20 nhá. Cho em bán lan. Đây ạ, cốc này là 350 này. Vùng nào em chị? Vùng này là vùng gieo hạt nhá. Vùng này là vùng gieo hạt nha mọi người. Cây một mầm thì rất là rẻ, 320k. Cây một mầm thì nó sẽ dài hơn là cây hai mầm đấy ạ. Đây, em chào anh Xuân Thu, cây này em chốt 350k này. Đây, ai thích cây nhiều mầm, vừa nãy mọi người thích cây nhiều mầm lắm ạ. Anh Thanh Nguyễn lên cả địa chỉ cho em đi. Rồi ok, em chốt cho anh Tuấn Anh Lê 350k nhá. Không có u lồi nhá. Em không có u lồi nhá, anh Tuấn Anh Lê. Cái này về mọi người chơi thân lá đã đẹp rồi. Có không bán bên Lan Trắng có kính. Không bán Lan Trắng có kính nhỉ? Thế bán Lan Trắng có kính thì còn 2.000 cây thì ai bán? Không phải là vùng mô đâu anh nhá, vùng này là vùng gieo hạt thôi ạ, không phải vùng mô. Đây anh Tuấn Anh Lê này anh ơi. Anh Nguyễn Thắng chốt cốc đó luôn này. Anh Nguyễn Thắng ơi, em lên cho anh cốc khác nhá. Đây anh gì? Anh Tuấn Anh Lê. Ai thích cốc hai mầm nữa thì có cốc hai mầm. Em chốt cốc đấy rồi ạ. Em chốt cốc đấy rồi nhá. Cây hai mầm đấy lại, em chào anh Xuân Thu. Em chốt cốc đấy rồi, em lên cốc tiếp này. Em lên cốc tiếp này, cốc này 1, 2, 3, 4, 5 5 cái mầm nhỏ này không tính tiền nhá. Mầm nhỏ này em không tính tiền nhá. Em chốt mầm nhỏ không tính tiền này.
Còn lại thì những cái mầm, chỉ tính cái mầm to này nhá, mầm này là được hơn 30 này, mầm này là được tầm gần 20 này. Cây này thì nhỏ hơn nhưng mà nhiều mầm nhá. Cây này nhỏ hơn nhưng nhiều mầm, 360. Vâng, có địa chỉ rồi. Cây này 360 ạ, cây này rất là nhiều mầm nhưng mà mầm nhỏ này em không tính này, chỉ tính 3 mầm lớn nhá. Nhiều mầm thì nó sẽ ngắn hơn về mọi người chăm sóc. Cây này 360, ai chốt 360 em chốt luôn ạ. 360 cây này nhá. Không ở đâu bán rẻ như em luôn. Bán rẻ nhất hệ mặt trời luôn. Đây ạ. Đây, cây này 2 mầm chốt cho anh Phạm Hiệu nhá. Mầm con này em không tính tiền đâu nhá. Anh Tuấn, anh Lê chốt luôn cây. Chốt luôn cây 360 cho anh Tuấn, anh Lê này. Anh Tuấn, anh Lê chốt tiếp này. Thôi, anh Thanh Nguyễn đi chỗ khác chơi đi. 300, anh Thanh Nguyễn 360 này. Cây này 350 em chốt cho anh Phạm Hiệu nhá. Anh Tình Bình Văn chốt 360 này. Chốt cho tao 360, anh ơi, anh nói chuyện cho nó lịch sự đi. Đừng có... Mời kích luôn. Ok. Kích luôn. Dạ em không có em có trầm nhá, em có trầm mai huyết tử nhá. Cây này 350 em chốt cho anh Hiệu, anh Hiệu có ok không ạ? Anh Nguyễn Thắng cũng muốn chốt, anh Nhánh Lân Đừng Lâm Đồng cũng muốn chốt này. Alo, ai alo, em chào anh Khiêm. Cho anh xem. Chọn cho anh đi, chọn cho anh Nguyễn Thắng một cốc nào anh ơi. Cốc nhiều mầm. Cốc nhiều mầm em, cốc nhiều mầm. Đấy, toàn bộ son đấy. Cái em... Đây cây này 350 ạ, 3 mầm ai chốt nào? Cây này 350, 3 mầm ai chốt ạ? Đây chị ơi, anh chốt cho anh Nguyễn Thắng cốc này này, nhiều mầm. Anh Nguyễn Thắng ơi, em chốt cho anh Nguyễn Thắng chậu này 360 nhá, rồi ok chốt cho anh Phạm Hiệu rồi. Anh Phạm Hiệu. Anh 29, anh Phạm Hiệu. Anh, em chốt cây này cho anh Nguyễn Thắng 360 này. 4 mầm nhỏ nhỏ này em không đếm đâu nhá, không tính đâu. Anh Nhan Đường Lâm Đồng, anh Nguyễn Thắng chốt một cây này cộng với cây này 360 này. Này anh này số 23 cho anh Nguyễn Thắng này. Anh Lan Đường Lâm Đồng đúng không? Rồi ok anh Lan Đường Lâm Đồng chính là anh chính là anh Nhật Nam ấy. 23 Nguyễn Thắng là em. Vâng. Em chốt cho anh Nguyễn Thắng rồi. Anh Nhật Nam ơi, em chốt cho anh Nhật Nam cây này nhá, 350. Mấy cái chậu nhỏ nhỏ mà nhiều. Chị gái chào em nhé. Rồi ok, em chốt cho cây này cho anh Lan Rừng Lâm Đồng 350 2 mầm này. Đây, mầm nhỏ nhỏ này thôi em không tính nhá. Cây dạ hạc xanh sạch anh nhá. Chọn cho anh một cây đẹp xanh sạch nhiều mầm. Rồi ok. Cái này cho anh mới thi học kỳ xong được nghỉ em ạ. Anh Nhật Nam này, anh ơi, chốt số 3 cho anh Nhật Nam. Mấy bạn có vẻ thích mấy cây nhỏ nhỏ nhiều mầm này. Cây nhiều mầm à? Rồi, để em. Cây xanh sạch nhiều mầm nhá. Cây xanh sạch nhiều mầm này chốt cho anh Khiêm này, 360k cho anh Khiêm này. Em mà đã chọn cây thì mọi người cứ tin tưởng nhá. Em mà đã chọn cây mọi người cứ tin tưởng, cho nên là em cứ lên cây là em chốt thôi nhá. Còn ai muốn thay đổi thì có thể gọi điện cho em. Cho nó nhanh. Anh Nguyễn Duy Khiêm 360k này. Anh ơi, số 30 cho anh Nguyễn Duy Khiêm. Anh Nguyễn Duy Khiêm, anh Việt, anh Thịnh Đặng một cốc nhiều mầm nữa hả? Rồi ok anh Thịnh. Em để một đống trên bàn đấy. Đây số 30 em. Anh. Đấy là cho anh Nguyễn Duy Khiêm số 30 đấy. Anh Thịnh Đặng ơi, em chốt cho anh Thịnh Đặng một cốc nhiều mầm nhé. Thực sự là em không thể đếm được bao nhiêu mầm đâu. 360k. Xanh sạch thì tuyệt đối luôn, cây xanh rất nhiều, cây tím thì anh hỏi thì còn ít nhưng mà cây xanh thì rất là nhiều. Anh Thịnh Đặng vừa nãy em chốt hàng cho anh Thịnh Đặng rồi mà. Anh Phương Dung chốt một đơn nữa rồi. Ok, anh Phương Dung chờ em tí nhá. Anh Thịnh Đặng này. Anh Thịnh Đặng cây này 360 này. Anh Hải, anh chưa anh Hải, anh ấy hàng này hàng mới anh nhá. Anh Thịnh Đặng 360 xong. Bây giờ đến anh Phương Dung đúng không? Anh Phương Dung ơi, đây ạ, chậu của anh nhá. Em không đếm được mầm đâu anh ơi. Mầm con rất là nhiều.
Đây còn 3 mầm lớn đấy ạ, 360 cho anh Phương Dung luôn nhá. Vâng, anh Tình Đình Văn đúng không? Anh Tình Đình Văn à? Anh Tình Đình Văn muốn cây mấy mầm, nhiều mầm hay hai mầm? Đây là anh Thịnh Đặng đâu nhỉ? Đây là anh Thịnh Đặng, đây là anh Phương Dung này. Anh Phương Dung ơi, cây của anh á, mầm nhỏ em không có đếm đâu nhá. Anh Tình Đình Văn cho nhiều mầm nhá. Rồi ok anh Tình Đình Văn này. Máy của em nó làm sao nó không nhìn thấy gì luôn. Này anh Phương Dung này, anh Tình Đình Văn đúng không? Em để cái laptop bên cạnh cho chị nhìn comment nhé. Thôi không cần đâu. Đây ạ, anh Tình Đình Văn nhá, một cốc cho anh Tình Đình Văn 360k này. Còn ai chốt nữa nào? Duy Trí Lê kìa. Anh Duy Trí Lê chốt cây nhì mầm đúng không? Anh Trần Trinh cũng muốn chốt một cây. Hai thân. Ok anh Trần Đa nhé. Rồi ok anh Trần Đa thì em gọi lại chốt cho một bụi nhiều mầm. Ok anh Thịnh Đặng hai đơn này. Anh Nguyễn Minh Tuấn một cốc nhiều mầm. Đó. Anh Duy Trí Lê chốt một cốc nhiều mầm đúng không? Anh Tình Đình Văn này. Ôi rồi cốc này thì limited mầm luôn này. Cốc này chốt cho anh Duy Trí Lê nhá. Em chả đếm bao nhiêu mầm đâu nhưng mà nhiều mầm thì nó ngắn hơn, về mọi người chịu khó chăm nhá. Nhưng mà ngắn như này đã có hoa rồi nên mọi người cứ yên tâm. Em chốt cho anh Duy Trí Lê một cây 300. Một mầm này nó sẽ đẻ ra một cây con khác. Ừ. Nên là càng nhiều mầm tốt. Cây này rất là nhiều mầm nhá. Cây này em phải chốt 370 đây, không phải mọi người sẽ anh Tình Đình Văn cho anh loại hai thân thôi. Anh ơi, đổi cho anh Tình Đình Văn loại hai thân thôi. Hai thân thì 350 thôi anh nhá. Lấy cho anh hai thân dài dài một chút. Hai thân ở cái chậu này này chị này. Lấy cho anh Đây ạ, chậu này tùm chắc phải được cỡ 10 thân, em chốt 370 nhá, không là mọi người lại bảo là sao chốt cốc này cốc kia rẻ. Bây giờ mọi người chốt thì mọi người ghi kèm số điện thoại đúng không? Anh Hoàng Hồng Lê kìa. Nào, đổi lại cốc này, lấy cốc hai thân này. Anh lấy cốc hai thân cho anh Tình Đình Văn đi. Cốc hai thân em để cho. Đây ạ. Như này là 360 nhá, cái này thì nó tùm quá nên em xin phép chốt thêm 10k nữa. Thật ra em không phải là em tiếc 10k đâu, nhưng mà để cho mọi người chốt kẻo cảm thấy nó hơi hơi không công bằng ấy. Anh Phạm Hiểu đổ cho anh chậu nhiều mầm. Anh Tình Đình Văn chốt 370 à? Rồi ok anh Tình Đình Văn nhé. Vậy là anh chốt một đơn hay hai đơn nhỉ anh Tình Đình Văn? Anh Tình Đình Văn anh chốt 370 này. Anh Tình Đình Văn chốt trước nha, anh chốt anh Tình Đình Văn. Anh Tình Đình Văn comment lại cho em là anh chốt bao nhiêu chậu nhỉ? Một chậu hay là hai chậu? Ô chị chốt mất rồi Tuấn ơi. Bạn có nhận được tin nhắn của mình không? Mình đang live nên mình chưa đọc tin nhắn đâu. Hello. Anh Nam Nga ơi, giả hàng thân xanh sạch anh nhá. Em chốt tiếp cốc này 360 này. Đây ạ. 360 một cốc ạ. Rất là nhiều mầm luôn. Vâng, chào anh Tam Dương. Dạ. Em chốt cho anh Duy Trí Lê một cốc 360 rồi. À đây, anh 34. Anh Duy. Anh tên là gì? Rồi, ok anh Tình Hình Văn nhá. Anh nhá. Hai cốc một thân đấy không ạ? Anh Duy Trí Lê em chốt cho anh cốc này 360 nhá. Anh ơi, chốt anh Duy Trí Lê của em. Thật ra nó chỉ hơn nhau mấy mầm, với hơn nhau 10.000 thôi. Vâng vâng, ok anh. Anh Duy Trí Lê. Rồi ok anh Trần Chính à? Ok anh Trần Chính em chốt cho anh Trần Chính cốc này rất là đẹp nhá. Khoảng mấy giờ anh? Mập ù luôn, 360. Okay, anh Trần Chính 360 này, em ơi ghim cho anh Trần Chính 360. Em chỉ biết chỗ tại nhà Sơn Hà thôi. Ai chốt cốc nhiều mầm? Anh Ngô Duy Triệu cho anh cốc nhiều mầm. Ok, anh Ngô Duy Triệu nhá. Anh Mạnh Phạm cũng chốt đúng không? Ok, anh Mạnh Phạm để lại số điện thoại địa chỉ em chốt cho mọi người một cốc này. Cái đấy là của anh Trần Chính. Cái này em chốt cho anh Ngô Duy Triệu này. Cái này của ai? Mà cái này của anh. Anh Ngô Duy Triệu 360. Cái này là của anh nhà chốt 370 này. Đâu, cái đấy là của anh Trần Chính ấy. Đây, Trần Chính rồi. Cái đấy là của anh Duy Trí Lê. Chốt cái này cho anh Ngô Duy Triệu này. Anh ơi, chốt anh Ngô Duy Triệu. Ngô Duy Triệu. Alo. Vâng. Vâng. Anh Ngô Duy Triệu còn ai nữa nào? À còn nhiều nha mọi người. Mọi người cứ
Đức Xuân bình tĩnh để lại số điện thoại. Rồi ok, em chốt anh Mạnh Phạm một chậu 360 này, mầm chi chít luôn anh ạ. Mọi người cứ để lại nhá, ai mà chưa em chưa đọc tên nó ẩn comment thì tí em sẽ gọi điện. Chào anh Trung Bình, anh Trần Chính. Ok anh chờ em tí, anh Nguyễn Minh Tuấn chốt một đơn 360, ok anh Nguyễn Minh Tuấn nhá, anh lên số điện thoại cho em. À, không, cái đấy là cái đấy khác, cái đấy khác, cái đấy là... Cái này không like trầm anh nhá, cái này không like trầm, tí nữa em cho anh xem loại like trầm. Anh Nguyễn Minh Tuấn để lại số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Anh Mạnh Phạm. Nói chung là chưa đâu, bởi vì cây này là hôm nay em mới xuất lần đầu tiên mà. Cây này là mới xuất lần đầu tiên nhá, chưa từng bán cho ai luôn ạ. Vâng, số đây của em. Cái gì? Bình hoa nó có một bông nó đang sổ bói đây. Cây đấy là của anh Mạnh Phạm. Có mỗi bông đang sổ bói lên là màu thì màu. Rồi em đã bán cây nhiều mầm. Lưỡi thì mắc mới xuất. Có một thân lấy có nhiều mầm. Ok anh Thắng. Đấy. Ok, nợ anh một cây bù, nhưng mà nợ anh là nợ cây rừng, còn cây này cây rau hạt đấy, anh có ok em chuyển luôn thì em còn lời. Mạnh Phạm hả chị? Ờ, anh Mạnh Phạm. Cái này em chốt cho anh Nguyễn Minh Tuấn. Anh gì nhỉ? Anh Nguyễn Thắng ơi. Nghĩa là anh Nguyễn Thắng chỉ chốt một thân thôi đúng không? Một cốc thôi đúng không? Vâng. Anh Nguyễn Thắng ơi, tức là anh chốt một thân hay là nhiều thân? Bây giờ là anh là còn lấy cái này không? Anh ơi, mọi người ơi, nếu mà mọi người muốn xem cây thì em bây giờ em đang để một đống như này rồi. Em đang để một đống như này rồi, rất là khó để lấy lên, nên mọi người kết bạn với em đến cây của ai mà muốn xem cây trước khi gửi em sẽ gửi ảnh quay inbox nhá. Em ơi, cộng cho anh Thịnh đặt 2 cây một thân 1 triệu. Cộng với anh Thịnh đặt 2 cây nữa. Anh ơi, cái cây của anh Duy Trí Lê này là đổi thành cây gì? Cứ bỏ cây đấy lại cho anh. Anh Đặng Thành Vinh cho một cốc nhiều mầm. Anh Đặng Thành Vinh vừa nãy chốt rồi đúng không? Một cây cộng với một cây nhiều mầm. Dạ, hoa này hoa sổ số anh ạ. Có cây này nó đã ra mặt hoa rồi, nhưng mà vấn đề là em không dám bảo hành vì cây gieo hạt nó khó bảo hành lắm. Chốt 2 cốc, ok anh. Anh Thắng, em sẽ ghi vào đây cho anh là 2 cốc nhiều mầm nhá. Đây, cái cây này em sẽ chốt cho anh Đặng Thành Vinh này. Anh Đặng Thành Vinh ơi, cây 360 nhá. Đây ạ, rất là đẹp luôn. Anh ơi, chốt anh Đặng Thành Vinh này. Tức là anh để lại 2 cái đơn 2 thân đúng không ạ? Ok, chốt anh Đặng Thành Vinh. Ba thân nữa gì ạ? Anh Liễu Mạnh chốt một cây ạ. Ok, anh Liễu Mạnh nhá, anh Phạm Bá Thắng. Ai muốn chụp hình trước khi gửi thì inbox cho em, alo cho em một cái bảo là em ơi gửi ảnh cho anh thì khi đóng hàng em sẽ gửi ảnh cho mọi người. Còn bây giờ đang rất là nhiều này, em rất là khó. Cây này của ai? Cây đấy là cây của anh Đặng Thành Vinh. Em ơi, gạch của anh Phương Dung đấy, chỉ lấy mỗi cái đơn 3 thân thôi. Anh Phương Dung à? Anh Phương Dung đúng game ấy. Anh ấy chỉ lấy một cái đơn 3 thân thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Anh lấy chậu nhiều mầm thêm nữa đi. Đây, mấy chậu này chốt hết rồi, chưa ghi tên này nhé. Đấy thôi em. Ghi tên hết rồi. Chậu này là của ai thì em không biết. Thưa khẩu ai thì mang đi đây. Anh Liễu Mạnh, anh Phạm Ba Thắng. Người ta chốt rồi, mình chưa đóng tên thôi. Chưa đóng tên thôi. Thế thì để tí nữa xem lại sổ. Đây ạ, em chốt một chậu này 360 cho anh Liễu Mạnh này. Anh Phạm Ba Thắng. Anh Phạm Ba Thắng một chậu, anh Liễu Mạnh một chậu nhá. Anh Phạm Ba Thắng 360. Anh Liễu Mạnh. Này, anh Phạm Ba Thắng với anh Liễu Mạnh nhá. Cây đều nhiều mầm mà em không có đếm được đâu. Nhiều lắm. Mầm con, mầm mẹ, chi chi, hai cây tương đương nhau nhá. Anh Phạm Ba Thắng với cả anh Liễu Mạnh này. Là 2 cây. Mỗi người một cây. Ba Thắng. Anh Lan Bùi. Chốt chậu 3 mầm bằng nhau nù đẹp, 3 chậu bằng nhau. Anh ơi, chậu bằng nhau thì khó lắm anh ạ. Khó lắm anh ơi. Nó kiểu giống như bàn tay ấy, chậu to chậu bé thôi. Đây 4 mầm này, chậu này đang 4 mầm này. 2 mầm bằng nhau thì 2 mầm bằng nhau thì có, 3 mầm thì hơi khó. Đây, 2 mầm bằng nhau này. Anh Nam Ga ơi, hôm trước anh bom hàng của em là em không bán hàng cho anh nữa đâu. Anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc chốt cây nhiều mầm đây nhá. Anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc này. Bom hàng rồi vẫn còn vào. Ai lại bom hàng rồi vẫn vào xuất hàng hả anh?
Nay mùng 1 anh ơi, để cho em vui với. Anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc 360 nhá. Ở đây ba mầm mầm nhau đây. À đây, ba mầm mầm nhau rồi. Đây anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc ơi, chậu này 4 mầm anh nhá. 4 mầm em chốt cho anh 360k này, anh lên địa chỉ cho em nhá. Ba mầm mầm, ba mầm bằng nhau này. Cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy nhá. Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc. Anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc chốt rồi, anh mà đây là một đứa anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc, anh nào mà bảo là ấy nhỉ? Anh nào mà bảo là ba mầm bằng nhau. Dạ có mặt hoa. Em chốt cho anh Hoa Lan Trần Ngọc Phú Quốc rồi. Mặt hoa này thì nó sổ ra được bông hồng xước đó. Nhưng mà em không có dám đảm bảo đâu. Nếu mà nó là sổ ra được mặt hồng xước mà em chắc chắn được thì cái chậu này em phải bán 500-600 nghìn. Nhưng vấn đề là không thể chắc chắn được với cây này, là cây gieo hạt. Mọi người hiểu không? Cho nên là sẽ chết rồi, em xin lỗi mọi người nhé. Hay hỏi học sinh cái câu là có hiểu không? Xin lỗi ạ. Tức là em không có thể nào mà đảm bảo được. Chọn cho anh thêm một cốc nữa đi. Ok anh thắng. Ai mà vừa bảo em là ba mầm bằng nhau thì ăn lên lại cho em cái, chả nhớ là ai bảo ba mầm bằng nhau nữa. À đúng rồi, Lan Bùi ba mầm bằng nhau. Đây, ba mầm bằng nhau em chốt cho Lan Bùi ba mầm mập bằng nhau đây nhá. Anh Lan Bùi lên số điện thoại địa chỉ cho em ạ. Lan Bùi. Chậu này em chốt 360k nhá. Lan Bùi này. Đây ạ, mặt hoa thì có một bông ra hồng xước rồi đây. Nhưng mà làm sao mà có thể bảo hành cho mọi người được cơ chứ. Lan Bùi của anh đây nhá, chậu ba thân bằng nhau của anh đây nhá. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em với. Anh Nguyễn Thắng, chọn cho anh Nguyễn Thắng một chậu nữa nhiều mầm. Anh đưa em một chậu nhiều mầm đẹp đẹp cho anh Nguyễn Thắng. Đây. Anh Nguyễn Thắng ơi, một chậu nhiều mầm nhá. Một chậu nhiều mầm cho anh Nguyễn Thắng này. Đây, quá là đẹp luôn. Nhiều mầm thì mầm nó sẽ ngắn hơn là một mầm. Anh Nguyễn Thắng, hai chậu nhiều mầm. Dạ hôm nay em không có trầm dùng đỏ, inbox dùm mình nhé. Vâng anh ơi, anh alo một tiếng trước đi anh Hoa Lan Trần Ngọc, xong tí em check inbox nhá. Cho anh xem chậu hai thân bằng nhau, bằng Chelsea. Bằng Chelsea ơi, giả hạc xanh sạch em nhá. Anh Tuấn Anh Đinh chờ em đi. Anh Nguyễn Thắng ơi, chậu này rất là đẹp luôn anh Nguyễn Thắng ạ. Đẹp quá. Đây hai thân bằng nhau rồi. Chỉ muốn gì cũng được. Hai thân bằng nhau tiếp nữa này. Năm thân bằng nhau. Hai thân bằng nhau đây, 350k hai thân bằng nhau. Đây của ai? Cái đây của ai? Cái đấy là anh Nguyễn Thắng, nhiều mầm cho anh Nguyễn Thắng. Anh Nguyễn Thắng. Chốt cho anh cốc ba thân bằng nhau. Hết ba thân bằng nhau. Hết ba thân bằng nhau rồi anh ạ. Để em xem em bói. Em bói nhá, em bói. Ở trong nhà thì hết rồi, ngoài vườn chả biết còn. Đây ạ, chậu đây nha anh. Vâng, gieo hạt anh ơi. Có gì gọi điện cho anh, dạ vâng ạ. Hàng gieo hạt, đây cốc hai thân này ạ. Cốc hai thân là 350k nhá. Em cảm ơn anh Lan Bùi, em nhận địa chỉ của anh Lan Bùi nhá. Cho thân nhiều mà. Anh Nam Ga ơi, em không bán cho anh Nam Ga đâu. Sợ bom hàng lắm, chốt gộp đơn cho anh. Ok anh Tuấn Anh Đinh. Hôm trước anh ấy bom hàng mà em vẫn nhớ mà. Sao bây giờ anh chốt nữa thì em sao chốt anh được. Không đâu, buồn lắm. Không được đâu anh ơi, hoặc là anh phải chuyển tiền trước. Sợ lắm. Kể cả anh chuyển tiền trước em không bán rồi. Không, anh chuyển tiền trước thì em vẫn bán. Không, anh chuyển tiền trước thì em bán hôm nay mùng 1 đầu tháng. Nhưng mà anh mà chốt cốt thì em sợ lắm. Chuyển tiền trước thì anh chuyển tiền cả đơn cước với cái cây kia gì đấy. Anh đấy là anh, đấy là chốt gộp đơn cho anh gì nhỉ? Anh Tuấn Anh Đinh. Anh hai thân bằng nhau á. Ừ biết rồi nhưng mà đang à, đây anh Tuấn Anh Đinh cậu. Rồi ok em chốt cho anh Tuấn Anh Đinh rồi nhá. Ba thân bằng nhau có tìm thấy không anh? Không có. Chốt hai thân. Ok anh Mạnh Phạm chốt tiếp. Anh Mạnh Phạm hai thân bằng nhau. Hai thân bằng nhau này khá là dài anh ạ. Tầm hơn 40 rồi. Em bảo đẹp là đẹp anh ạ. Cây này không có cây xấu luôn. Em chốt cho anh Mạnh Phạm nhá. Anh ơi, hai thân thì ngọn dài tầm 40cm, trên dưới 40cm. Anh Mạnh Phạm. Anh Mạnh Phạm cộng với 350k nữa nha anh. Còn một thân đỏ này đúng không? Đổi cho anh hai thân đấy. Ô, em chốt mất rồi. Cây này là 350k. Anh Mạnh Phạm ơi, em chốt gộp đơn cho anh. Em ghi số 37 anh Mạnh Phạm. Có à? Em chốt gộp đơn rồi nhá. Mạnh Phạm. Anh
Đây ạ, à, em lên tiếp một đơn hai thân nữa này, 350k nữa này. Em bán rẻ nhất Facebook luôn. Ai mà tìm thấy ở đâu bán rẻ hơn em thì đến đây em trả lại tiền, tặng thêm cây nữa. Đây ạ, à, lên tiếp một cây này. Cây này quá đẹp luôn, 350k này. Hai mầm đẹp ú hù luôn. Ok anh Mạnh Phạm nhá. Nói chung là cây nào cũng đẹp ấy, chả cây nào xấu cả. Anh Kiên Nguyễn Hữu ơi, đúng rồi, em bảo đẹp là đẹp. Anh hãy tin vào khả năng thẩm mỹ của em nhá. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Trân trọng cảm ơn luôn. Hàng gieo hạt anh nhá. Anh Kiên Nguyễn Hữu ơi, em chốt chậu này 350k cho anh. Nhưng mà anh lên số điện thoại địa chỉ giùm em nhá. Đây ạ, bắt đầu là em sẽ có một cái cây này gọi là siêu phẩm đây. Em sẽ lên cái cây này gọi là siêu phẩm đây. Cho anh chụp màn hình với. Anh Mạnh Phạm ơi, em để vào đây một lô xích sông rồi, anh inbox đi. Tí nữa em đóng hàng em chụp ảnh em gửi cho anh luôn. Ai mà muốn chụp ảnh gửi trước khi đóng hàng thì inbox cho em nhé, kết bạn. Anh Nguyễn Tiến Hải ơi, cây gieo hạt anh ơi, có chậu 6 thân không? Chậu 6 thân thì nó sẽ nhỏ chị Hòa Vũ ạ. Anh Hòa Vũ ạ, có chậu 6 thân nhé. Phét á, ôi giời ơi, phét á. Nói thật đi, lại bảo là phét. Thì anh cứ cho là phét đi. 1, 2, có chậu 4 thân thôi, không có chậu 6. Em để tìm chị xem chậu là 6 thân không? Chậu 6 thân nhé, chậu 6 thân giờ sợ trong nhà giờ không còn ấy. Chậu 6 thân thì anh phải đặt riêng nhá. Ngoài vườn trong nhà à, em hết rồi. Còn. À đây đây. Rất là hên. Rồi, cho anh thêm một chậu như vậy nữa nhé. Dạ vâng anh nhá. Em lấy cho chị một chậu 2 thân như này nữa nhá. Vâng, anh Kiên Nguyễn Hữu nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Ai mà chốt chậu 6 thân thì đây, lên số điện thoại địa chỉ đi ạ. Anh ơi, phi điệp này là phi điệp mà gieo hạt chứ không phải là vùng nào đâu. Vùng nào mà to như thế này thì làm gì có giá đấy hả anh? Hai chậu của anh Kiên Nguyễn Hữu nhá. Hai chậu rất là đẹp. Hãy tin em đi. Khả năng thẩm mỹ của em không tồi đâu ạ. Anh Kiên Nguyễn Hữu này. Anh Đồng ơi, cái cây này là cây giả hạt thân xanh sạch gieo hạt nhá. Cả hai chậu này đều là của anh ấy luôn. Vâng. À đúng. Đây anh Kiên Nguyễn Hữu này. Cho em số điện thoại cho em địa chỉ luôn nhá, hai chậu của anh đây. Ai mà muốn xỉ thì nhắn tin gọi điện cho em nhá, 30 chậu có giá xỉ ạ. Ok, lên địa chỉ cho em anh Kiên ơi. Ai mà vừa hỏi chậu 6 thân nhỉ? Chậu 6 thân thì nó sẽ nhỏ nhá. Ai mà thích bản năng chăm sóc giữ gìn thì chốt chậu 6 thân này này. Đây chậu này 360k. 360k chị Hòa Vũ ơi. 6 thân thì nó sẽ không được to như là 2 thân đâu chị nhá. 360k đây ạ. Xanh sạch tuyệt đối luôn chị nhá. Về sổ mặt hoa. Anh ơi, tùy chậu anh Nguyễn Văn Đồng ơi, dao động 350, 360, 370 với chậu nhiều thân. Còn chậu 1 thân to này thì là 320 nhá. Chậu 1 thân to là 320 ạ. Đây, 1 thân thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi ok, em cho chị Hòa, anh Hòa Vũ ơi, chị Hòa Vũ chả biết nữa. Cho em địa chỉ nhá. Anh Kiên Nguyễn Hữu ơi, cho em địa chỉ. Hòa Vũ 3 6 10. Vâng, em cảm ơn anh Kiên. Chị anh Hòa hay là chị Hòa ơi, cho em địa chỉ cho anh xem mặt hoa. Anh Nguyễn Trương ơi, cái này em có mặt hoa mẫu nhưng mà em không dám đảm bảo là nó sẽ ra được mặt hoa tương tự đâu. Chị Vinh ơi, chị Vinh ơi, chốt hàng đi để em bù cây hôm trước nào. Cây hôm trước là nó còn sống không chị? Cái cây gieo hạt nhỏ ấy. Chốt cho anh một chậu 2 thân anh Thanh Nguyễn. Ok anh Thanh Nguyễn nhá. Anh Thanh ơi, anh Thanh có phải là anh Thanh Avatar, có phải anh ở Nguyễn Đồng Chi không? Em ơi, chốt cái này cho anh Hòa Vũ, anh chị Hòa Vũ này. Anh Nguyễn Thanh chốt cho một chậu 2 thân. Còn chậu 2 thân không em hả? Nhiều. 2 thân bằng nhau gì? Ừ. Đây, 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 đây. Em để lên rồi. Ui, my god. Mọi người ơi, em bị làm đổ cây. Em ơi, trồng lại cây này chị. Thôi để kia tí nữa trồng lại xong. Chốt 6 thân rồi ạ. Dạ vâng, đây em cho xem mặt hoa đây ạ.
Đây bông hồng xước đây nha mọi người. Bông hồng xước cánh sáp nha. Hoa tím cánh sen họng họng hồng xước. Anh Minh Thương Nguyễn Thị, à chị Minh Thương Nguyễn Thị em đây ạ. Anh không ở Hà Nội, anh ở đâu? Để em nhầm mà anh Thanh Nguyễn chốt chậu hai thân. Anh đưa cho em một chậu hai thân đẹp ấy. Đây anh Nguyễn Thanh ơi, chậu hai thân đây anh nhá. Đây. Em chốt chậu 6 thân rồi ạ. Đây chậu 2 thân này. Anh Thanh Nguyễn. Anh Thanh Nguyễn này anh ok, chậu này 350 anh cho số điện thoại địa chỉ nhá. Có chậu 2 thân là bằng nhau không? Lấy chậu bằng nhau đi. Để em đổi chậu bằng nhau cho anh nhá. Đây ạ, mọi người có thể nhìn thấy mặt bông hồng xước đây ạ. Rồi em cảm ơn Hòa Vũ. Anh Thanh ơi để em đổi chậu khác đẹp hơn cho anh nhé. Chậu này một thân nó ngắn. Đây ạ, à, ai chốt chậu này thì em chỉ chốt 340 thôi nhá. Cảm ơn anh Vũ Tú. Đây ạ, à, em chốt chậu đẹp hơn cho anh nhá, anh Nguyễn Thanh nhá. 350k, còn ai chốt chậu này thì 340 này. Còn một chậu nhiều mầm cho anh Nguyễn Thanh, anh Nguyễn Thanh ơi, anh lên địa chỉ cho em nhá. Rất là ưu ái luôn đấy ạ. Em ghi là anh Nguyễn Thanh số 43 vào đấy, không có nhầm với anh Nguyễn Thanh khác nhé. Xong rồi ạ. Đây ạ, chậu này cũng hai thân nhưng một thân ngắn một thân dài, em chỉ chốt có 340 thôi nhé. Lấy hai chậu luôn, ok anh Thanh nhé. Mọi người cứ yên tâm là em chuẩn người Việt Nam luôn. Cây nào đẹp mang đi bán, cây nào xấu để lại trồng. Rồi em chốt cho anh rồi. Anh Bình ơi, em chốt mất chậu đấy rồi. Đây. Lên tiếp chậu 2 thân nhá. Em lên tiếp chậu 2 thân nhá. Còn một số chậu hot hit thì tí nữa em sẽ chốt về sau nhá. Những cái chậu mà so bó đũa chọn cột cờ, có những chậu cực kỳ xuất sắc thì tí nữa em sẽ bán về sau. Nè. Em không còn chậu 6 thân đâu. Em lên tiếp chậu 2 thân này. 350k chậu 2 thân dài này. Chậu có mặt hoa đấy em hiện tại đang có 2000 cây. Cho nên là em sẽ để cái chậu này làm hoa mẫu, bán hết 2000 cây, ai thích chậu có hoa em bán luôn. Vâng ạ, hai thân đều một tí đây chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi. Chậu của ai? Ôi dồi, ông Nam Ga ơi, đã bảo là ông bom hàng, em không chốt mà lại. Bảo anh chuyển khoản đi. Chuyển khoản cũng không bán anh ạ. Dạ vâng, Minh Thương Nguyễn Thị ơi, em nhìn thấy chị nhá. Em xin phép là không bán hàng cho anh Nam Ga nhá. Anh ơi, anh mua chỗ khác giùm em bởi vì là em không thích bán hàng cho ai mà đã bom hàng đâu. Hôm nay mùng 1 cứ nói nhau nhiều làm gì anh. Đây ạ, à, Minh Thương Nguyễn Thị chậu này 350k này, Minh Thương Nguyễn Thị cũng chốt không này. Người Việt Nam nói vào đằng á. Anh ơi, đấy là người Việt Nam cũ rồi anh. Người Việt Nam bây giờ ăn học đàng hoàng vươn ra thế giới rồi, ai lại còn nói một đằng làm một nẻo. Mình phải mỗi ngày một khác đi chứ. Không, chốt cho này, chỉ mình phải khác đi chứ. Chắc ai lại thế. Kích luôn nè. Bà nội chốt là đuôi hả? Em chặn luôn cho chị đi. Kích luôn nè. Mất lịch sự. Thiếu tự trọng, bom hàng người ta xong rồi vẫn vào chốt được vớ vẩn. Nhanh cho chị đi làm. Vâng, em đo cho chị bằng gang nhá. Một thân này là hơn 40 này, một thân này hơn 40. Một thân này là 30, một thân hơn 40, một thân 30 chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi. Một thân hơn 40, một thân 30. Đây, em có cái thước. Rồi, ok chị Minh Thương nhá. Chị lên số điện thoại địa chỉ cho em ấy ạ. Chốt cho chị Minh Thương Nguyễn Thị này. $350k. Rồi, còn ai chốt gì nữa để em lên hàng tiếp nào. Lên một cây nắng mít đi. Đây, bây giờ em sẽ lên một cây lá mít xếp rụt nhá. Bây giờ em sẽ lên những cái cây mà nó hot hơn một tí ạ. Cây lá mít xếp rụt nha mọi người. Cây lá nhăn, lá mít nhăn xếp rụt nhá. Đây, xuống lá cho em. Chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi, thắt ngọn rồi ạ. Thắt ngọn rồi. Nhưng mà cái cây này năm nay nó sẽ chỉ là hoa bói thôi chị nhá. Nó sẽ chỉ là hoa bói thôi. Thì hoa bói, cái khuôn hoa có thể nó sẽ chưa được chuẩn. Cái màu thì có thể là chuẩn, nhưng cái khuôn hoa anh inbox địa chỉ rồi nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Đây ạ, chậu này là lá nhăn, lá mít nhăn xếp rụt nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đây em lấy cho mọi người xem nhé. Lá mít nhăn xếp rụt, thân xanh sạch tuyệt đối nhá. Chậu này em chốt 400k này.
Ai thích thì chốt chậu này 400k ạ. 400k cho chậu. Cái này là trong ngàn chậu mới có một chậu nhá. Trong ngàn chậu, 2000 chậu mới có 1 2 chậu. Lá mít nhăn xếp lụt này. Lá mít nhựa luôn ấy ạ. Gửi xe được không em? Anh ở đâu ạ? Đơn hàng từ 1 triệu trở lên anh chuyển khoản em gửi xe anh nhá. Tại vì nhà em không có nhiều thời gian đâu. Chốt kèm số điện thoại địa chỉ cho em ạ. Chốt kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Đây, lá mít nhăn xếp rụt. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây, nó là gọi là xuất sắc luôn đấy. Mọi người ngắm trước khi mà chốt. Em cảm ơn chị Minh Thương nhá. Em cảm ơn chị Minh Thương rất là nhiều. Em cảm ơn chị. Anh Thành Trung, nhìn anh Thành Trung chốt nhưng mà chưa thấy anh Thành Trung cho số điện thoại địa chỉ. Ai cho số điện thoại địa chỉ em chốt cho người đó nhá. Dạ em không chốt 350 chậu này nhá. Em có thể chốt cho anh chậu 350 còn nhiều thân hơn chậu này nhá. Nhưng mà chậu này nó là một trong những chậu mà thân lá nó rất là xuất sắc. Đây mọi người ngắm này. Lá nhăn này, lá nhựa nhăn xếp rụt này. Mà nó cũng bốn mầm chứ không phải là. Đây mọi người có thể nhìn này. Anh ơi, giả hạt xanh sạch thân gieo hạt nhá. Chậu này em không chốt được 300 đâu chị. Chậu này em chốt 400 đấy chị. Chốt cho anh Hoa Lan Tây Nguyên. Ok, em chốt cho anh Hoa Lan Tây Nguyên nhá. Em là không mặc cả mọi người, là hàng rất đẹp, mọi người mua phải mua nhanh không mất. Em nói thật là trên thị trường không có ai bán hàng đẹp và rẻ như em đâu. Người ta bán một chậu bình thường là 380-400 nghìn một chậu đấy ạ. 30 chậu, nếu mà ai thích bán hàng, thích bán hàng thì có thể liên hệ với em nhé. 30 chậu em để giá xỉ cho mọi người luôn. Anh Đặng Thành Vinh ơi, anh chốt sau rồi. Anh Hoa Lan Tây Nguyên cho em số điện thoại, cho em địa chỉ nhá. Em chốt. Người chốt nhanh này, đừng mặc cả nó mất hàng. Hàng đẹp chỉ có một lần thôi. Bây giờ em sẽ lên một cây đỏ lửa nhá. Bây giờ em sẽ lên tiếp một cây phi điệp kiến lửa nhá. Chị Vinh ơi, em chốt mất rồi. Đây một cây đỏ lửa nhá. Em lên tiếp một cây phi điệp kiến lửa nhá. Đây ạ, à, mọi người nhìn thân ạ. Thôi rồi. Đây ạ. À, mọi người có thể nhìn thấy các cái mắt nụ đây ạ. À, các cái mắt nụ sắp có rồi nhá. Anh ơi, anh chốt nhưng anh không chốt kèm số điện thoại địa chỉ không đúng cú pháp em không chốt được anh nhá. Đây ạ, à, phi điệp kiến lửa này. Đây, hai thân nhá. Hai thân đỏ lửa, ai mà thích thân đỏ lửa thì chốt cho em 370k chậu này này. Để cho anh Thanh Trung, em sẽ chốt cho anh Thanh Trung một cây về sau anh. Anh Thanh Trung ơi, anh cho em số điện thoại địa chỉ đi. Anh cho rồi. Anh cho rồi à? Ừ, vậy để em sẽ chốt cho anh một cây khác nhá. Một cây cũng tương tự luôn. Lấy cho em một cây lá mít, cái cây lá mít em để riêng ở trong đấy đấy. Đây. Đây ạ, à, ai thích cây thân đỏ lửa nữa thì chốt chậu này. 370k ạ. Lên tiếp một cây lá mít xuất sắc nhá. Lên tiếp một cây lá mít xuất sắc này. Lá mít xếp xuất sắc luôn. Một thân thôi, em chốt 360.000. 360.000 cho thân này. Anh Thanh Trung ok thì anh chốt luôn nhỉ? Anh Thanh Trung ok cây này luôn á? Anh có ok không thì anh có chốt cây này không? Chốt chậu ở 350. Ô chị mặc cả em làm gì chị? Chậu mà hai thân bình thường em đã chốt 350 rồi chị Minh Thương ơi, em nói thật đấy. Em chỉ lời có xíu xíu thôi. Em còn đổ xỉ cho người ta cho nên là em còn bán rẻ lắm luôn ấy. Em mà còn bán đắt nữa thì có ai dám xỉ của em nữa, em nói thật, nó chân thành luôn ấy. 370k chị ok thì em chốt cho chị. Ok anh Thành Trung, em chốt cho anh Thành Trung chậu này 370k nhá. Đây ạ. Anh có thể ngắm lại cái cây của anh đây. Lá mít xếp từ đầu đến chân luôn ạ. Lá mít xếp từ đầu đến chân luôn. Đấy. Được đấy, đóng hàng chị luôn. Ok, vậy em chốt luôn chậu này 370 cho chị luôn nhá. Chị Minh Thương ơi, đây em chốt chậu đỏ, thân đỏ này 370 cho chị luôn nhá. Em nói thật, chị mua hàng của em là rẻ lắm rồi đấy. Rẻ nhất Facebook luôn rồi. Nào mọi người ơi, ai mà xỉ thì nhớ inbox nha, em còn nhiều cây, khẩn trương, xong rồi, 370 của chị đây rồi. Lên tiếp một cây này, đỏ lửa tiếp. Chị Minh Thương Nguyễn Thị này. Đỏ lửa thân dài. Em lên tiếp một cây đỏ nhá. Một cây thân đỏ nữa nhá. Cũng hai mầm ạ. Cây thân đỏ hai mầm. Đây, một thân là được 50, một thân là được hơn 30. Đây anh Lan Bùi ấy, anh có thích chậu thân đỏ này. Chậu thân đỏ này là 370 luôn này.
anh Trần Lương Châu, anh Trần Lương Châu chốt gì đấy? Chốt chậu thân đỏ này à? Chốt thân đỏ 370 này phải không anh? Bây giờ chốt kèm điện thoại đi anh. Hai loại khác nhau à? Chị ơi, nó là cùng một loại hạt nhá, nhưng mà những cây thân đỏ có thể là nó là một dạng đột biến, một dạng biến dị ấy chị. Nó là một dạng biến dị nên là thân nó khác với những cái con còn lại. Em có chậu nào đẹp anh gộp đơn? Dạ có anh ạ. Anh thích như nào? Anh thích cây nào? Anh thích cây đỏ lửa hay anh thích xanh sạch? Hay là anh thích lá mít? Lá mít à? Ok, có lá mít đây ạ. Đây ạ, một chậu. Anh Lan Bùi ơi, một chậu mít xuất sắc đây anh nhá. Lá mít xếp xuất sắc đây ạ. Chậu này em bán là 380k. Anh Trung Nguyễn, em lấy cho anh hai chậu mít đi. Ok anh Trung nhá. Anh Trung Nguyễn là vừa nãy đi đúng không? Phải là anh Trung Nguyễn đấy không? À anh Thành Trung lá mít. Anh Thành Trung thích lá mít à? Anh Thành Trung vừa chốt một chậu bao nhiêu anh à? 360 đúng không? Anh Thành Trung chậu một thân 360 đúng không? Đây ạ. Anh vâng, anh lấy cho em 2 chậu lá mít. Đây ạ. Chậu này 380k đúng không? Chậu này 380k mọi người nhá. Đây ạ. Lá mít xếp đẹp luôn. 380k cho chậu này. Anh Trung lá mít đây tức là lá nó bầu tròn nhá, chứ không phải là hiện tại nó chưa to được bằng cái lá mít đâu. À tất nhiên mọi người sẽ hiểu là lá là lá bầu tròn. Còn lại thì về nó sẽ to, chậu trước và chậu sau có giống nhau không? Chị ơi không giống nhau nhá, một chậu là sạch, xanh sạch, một chậu là thân đỏ. Khác nhau chị Minh Thương ơi. Đây ạ, chậu này 380 này, mít 380 này. Anh lấy 2 chậu mít đồng xu có không? Đây mít hiện tại là bây giờ đang có một chậu này. Đồng xu à? Đồng xu thì không có. Chỉ có một chậu này thôi anh ơi. Ship xếp đồng xu chỉ có một chậu. Cho chị một chậu mít nhé. Ok, em chốt cho chị Vinh chậu này 380 nhá chị Vinh nhá. Mít đồng xu thì có mỗi chậu, hai chậu thì em không có, chỉ có mít xếp thường thôi anh ơi. 380. Chị Vinh này. Chốt chị Vinh chậu này. Chị gì Vinh nhỉ? Chị Vinh Nguyễn. Chị Vinh Nguyễn ở Hòa Bình ấy. Xong rồi. Anh Thành Trung thêm một chậu mít nữa à? Đấy. Anh Thành Trung ơi, anh Thành Trung chốt thêm chậu mít này 360 anh Thành Trung nhá. Một chậu mít xuất sắc. Một chậu mít xuất sắc thì em không còn đâu. Còn chốt 370 thân đỏ. Ok. Chốt cho anh Vân Xoài Tăng 370 thân đỏ nhá. Chốt anh chậu đẹp nhé. Anh Thành Trung ơi, anh yên tâm ạ, rất là đẹp luôn. 360 cho anh luôn này. Anh Thành Trung 2 chậu 360 nhá. Anh Thành Trung này. Em đây chị Thương ơi. Đây chậu này xem ok không? Xếp ngửa đẹp luôn. Đây anh ấy chốt chậu này 360 rồi. Đây tôi rồi đây. Anh Thành Trung đấy. Anh Thành Trung đấy. Anh Vân Xoài Tăng ơi, chậu thân đỏ đây ạ. Anh ơi, cái này xuất xứ là gieo hạt anh nhá. Vân Xoài Tăng này, 370 anh Vân Xoài Tăng ơi. Bạn không đọc comment của mình à? Bạn Giang Mobile ơi, bạn ơi dòng này là xuất xứ của Việt Nam mình, cây gieo hạt bạn nhá. Anh Trung Nguyên lấy ạ. Anh Trung Nguyên chờ em tí, em tìm nó, cái đấy nó hơi hiếm. Anh Vân Xoài Tăng ơi, 370 thân đỏ của anh này. Anh Trần Lương Châu ơi, anh chốt gì đấy? Anh chốt gì anh ghi của em với. Anh ok cho em với anh Vân Xoài Tăng nhé. Mình cho anh xem chậu khác nhé. Đang cho anh chậu này xem anh ưng không. Anh Thành Trung ơi, anh Thành Trung có ok chậu này không? Nó cũng chỉ tầm tầm như này thôi ạ. Nếu mà loại đồng xu hẳn thì nó cũng chưa phải mà gọi là lá tròn đẹp. Lá tròn đẹp. Đây chậu này 360 này. Anh Vân Xoài Tăng ok cho em chậu thân đỏ này đi. Chị Minh Thương chốt cái gì mà hỏi chị nãy giờ nữa. Hết rồi, không còn đâu. À đây. Đây ạ. Em đây chị Minh Thư Nguyễn Thị, chị cứ nói đi. Anh Trung Nguyễn ơi, anh Trung Nguyễn có ok chậu này 360 không? Gộp đơn 360 Lan Bùi ok ạ. Anh ơi số 40 anh Lan Bùi này. Anh Trung Nguyên đồng xu. Anh Lan Bùi. Anh Lan Bùi.
Anh Vân Xoài Tăng ơi, anh chốt cây thân đỏ mà em không thấy anh cho em số điện thoại địa chỉ à? Anh Trần Lương Châu, em thấy anh Trần Lương Châu chốt mà em không biết anh Trần Lương Châu chốt gì luôn. Đây ạ. Chậu này nhá. Chậu này ạ. Mít đồng xu đây ạ. Còn duy nhất một chậu mít đồng xu đúng không? Chậu còn thế. Đây ạ, chậu mít đồng xu này. Được chưa ạ? Đây, để như này cho mọi người nhìn nhá. 400k. 400k chậu này ai chốt ạ? Đây còn 2 chậu à? Đây. Chậu này 400k nhá. Một thân mít em. Dạ vâng, chị Minh Thương Nguyễn Thị, để em lấy cho chị một thân mít. Chậu này thôi. Đây nhá chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi, một thân mít mấy mầm này nhá? Thân mít này 360 này. Chị có ok chậu này 360 không? Hoặc là chậu đồng xu này thì 400 này. Ai chốt chậu nào thì chốt ạ. Rồi ok em đặng. Chốt anh Đặng Thành Vinh 400k. Em chả biết anh Đặng Thành Vinh em kia đây này. Một cây cộng một cây nhiều mầm cộng 30 này, 350 này, 400 này. Rồi. Em chốt tiếp chậu này này. Chậu này cũng tròn này. Anh Đặng Thành Vinh ơi, em chốt cho anh cái chậu đồng xu ấy rồi đấy. Chốt mít mãi không được. Đây ạ, à, em còn một chậu này nữa. Em chốt 400 cho anh Đặng Thành Vinh rồi. Đây chậu này 360 này. Em mọi người có thể nhìn thấy cây nhá. Chị Minh Thương Nguyễn Thị chốt sau rồi. Đây. Không thì em chốt cho chị Minh Thương Nguyễn Thị cây này nhá. Chắc là nặng chị kém. Chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi, cây xếp này, cây mít xếp này. Chị Minh Thương Nguyễn Thị có chốt chậu này thì em ưu tiên cho chị chậu này 350k. Ok chưa? Thoải mái chưa? Quá đẹp luôn nhá. Đây, để lại gần cho chị nhìn luôn nhá. Chậu này là dài bao nhiêu? 1 này, 2 này, 60cm nhá. Chị có ok chậu này thì em chốt bù chị 350 này. Đâu rồi mọi người, đâu rồi? Tự nhiên chốt một hồi xong mệt quá. Nhà em đang khen chị Minh Thương Nguyễn Thị xinh gái đây này. Ok chị Minh Thương Nguyễn Thị nhá. Đẹp hơn Kiều rồi chị Minh Thương ơi. Này anh này, 350k cho chị Minh Thương Nguyễn Thị này. Ai thích thân đỏ nữa nào? Ai thích thân đỏ nữa này? Ai thích thân đỏ? Ok chị. Anh thấy Hiệp ơi, cây rất là đẹp. Anh chốt ủng hộ em đi. Ôi anh Hà Hải tên L ơi, em chốt rồi. Anh Vân Xoài Tăng chốt thì không thể nói năng gì. Chị Minh Thương Nguyễn Thị. Vậy là chị Minh Thương Nguyễn Thị có 3 đơn đúng không chị? Chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi, vậy là chị có 3 cây. Một cây xanh sạch, một cây thân đỏ, một cây lá mít. Đây ạ, à, em lên tiếp một cây thân đỏ nhá. Cây thân đỏ mập ù luôn này. Cây thân đỏ mập ù. Đây mọi người nhìn thân này. Cây đấy có một hộp này. Vâng, cây ra hạt luôn ạ. Cây này cây rất là đẹp luôn mọi người. Cây đấy là cây thân hồng. Thân nó hồng hồng đỏ đỏ ấy. Ok chưa? Đấy, chậu này em chốt lá cũng xếp ngang này, lá cũng xếp ngang này. Chậu này em chốt 350k luôn này. Anh Hà Hải TN có chốt chậu này 350 không này? Em chào anh Khánh Gia. Còn đâu hết chưa? Mọi người ai thích xỉ thì tổng thiệt hại của chị bao nhiêu chị xem lại hàng. Dạ vâng, để em nhắn tin cho chị nhá. Anh chụp ảnh. Chị Minh Thương Nguyễn Thị ơi, tổng thiệt hại của chị là 1.170.000 nhá. Tí nữa em đóng hàng thì em sẽ inbox cho chị kết bạn với em đi, xong rồi tí nữa em, chị alo một cái thì tí nữa em chụp ảnh 3 cây xếp thẳng hàng em gửi cho chị luôn. Anh Khánh Gia ơi, cây giả hạt gieo hạt anh nhé. Cây gieo hạt có cây xanh sạch, có cây thân đỏ, có cây thân hồng. Đây có cây lá xếp. Tùy cây nhiều ra được ra nhiều thể loại lắm anh ạ. Đây. Ai thích thân đỏ mà hai thân đỏ này. Em chào anh Khánh Gia ơi, chốt lấy một cây mà chơi anh ạ. Cây này sắp bông rồi anh nhé. Đây ạ, có bông mẫu đây. Bông mẫu này ra được bông mắt xước này. Em mệt quá, em uống xin phép mọi người
nạp năng lượng, chốt cây 350. Ok anh Dương Tuần nhá, anh cho em số điện thoại địa chỉ. Ngon ngon, mát lịm tâm hồn. Dạ còn xanh sạch anh Hoàng Đạt nhá, em nhiều lắm. Đây chốt cây xếp, cây này xếp đẹp lắm anh Dương Tuần ạ, cây này chơi thân lá cũng đẹp rồi. Anh Dương Tuần cho em số điện thoại địa chỉ này. Anh Dương Tuần. Chậu này anh nhìn nó xếp này, quá đẹp luôn. Để ngang này anh mới thấy cái độ xếp của nó nhá. Xếp như kiểu là bàn tay như này này. Còn xanh sạch anh Hoàng Đạt nhá, anh muốn cây xanh sạch một mầm hay là nhiều mầm? Gửi hàng rồi. Dạ vâng chị Minh Thương Nguyễn Thị nhá. Kết bạn với em đi, kết bạn với em đi xong rồi là em gửi tin cho. Này anh ơi, chốt cho anh Dương. Anh Dương Tuần ơi, lên số điện thoại địa chỉ đi. Lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Anh Thành Trung ơi, đổi cho anh chậu này. Anh ơi, em chốt mất rồi. Anh ơi, còn cái chậu thân hồng nào như vậy không? Hay là có cái chậu thân hồng mà nó xếp ngang như này không? Tí nữa đi. Để đổi cho anh Thành Trung. Em cảm ơn chị nhá, chúc chị ngày càng xinh đẹp. Phụ nữ là đầu tiên là chúc xinh đẹp đã. Sau là chúc sẽ có thể tự làm chủ cuộc sống của mình. Không còn cây như vậy ư? Anh ơi, em lại chốt mất cây đấy rồi, em xin lỗi anh Trung, để em tìm cây khác nha. Anh ơi, đây rồi anh ơi. Đây, em thấy rồi. Vừa có để à dạ có em đang chờ anh đây anh Vân Xoài Tăng ơi, cho em số điện thoại địa chỉ đây à, đi anh Khánh Gia ơi, gieo hạt lộn xộn anh ạ, khắp vùng miền luôn, gieo hạt lộn xộn khắp vùng miền luôn nên là hoa xổ số anh nhá. Anh ơi chốt cho anh Vân Xoài Tăng cây 370 này nhá. Anh em nói thật mà cũng suy từ cuộc sống của mình ra thôi. Anh ơi đây ạ, cây mít xếp ngửa đây. Anh ok thì em đổi cho anh chậu này nhá. Hoặc là anh chốt thêm một chậu nữa đi anh, chả mấy khi có hàng đẹp như này đâu. Dạ vâng, chị đi đi ạ. Vâng, chị đi làm đi ạ. Em chào chị nhá. 49 anh Vân Xoài Tăng. Anh Vân Xoài Tăng ơi, cho em số điện thoại địa chỉ nhắn mãi anh đi đâu đấy. Em gọi tên anh trong vô vọng không thấy anh trả lời luôn. Không thấy anh trả lời luôn. Đây. Hết tiền. Vậy em đổi cho anh Trung chậu này nhá. Đổi cho anh Trung chậu xếp này nhá. Nhưng mà cái lá này nó không cứng lắm ấy. Đây. Anh có ok đổi chậu này không? Bị chốt mất cái chậu đấy rồi. Còn đâu. Anh Long Lê ơi, chậu này là em chốt không ạ? À? Chậu này là em chốt 330k nhé. Anh Long Lê có ok thì em chốt cho anh Lê. Long Lê chậu này 330k này. Chậu này thân xanh sạch tuyệt đối luôn ạ. Đây anh nhé. Thạch Khắc Vũ, bình yên nhé. Em bình yên nhé là sao ạ? Anh Thạch Khắc Vũ. Em cảm ơn anh Dương Tuần nhá. Thạch Khắc anh em đang một người bạn khác nên là bình yên nhé. À đây ạ, chậu này 330k này. Anh chốt cho em chậu này 330k. Cho anh xem xanh sạch em ơi. Anh ơi em đang bán cây này xanh sạch đây anh. À không, cây này không xanh sạch lắm đâu, cây này hồng ạ. Để em tìm cây xanh sạch khác cho anh. Đấy. Nhưng mà cây này nhiều mầm lắm. Cây xanh sạch một mầm đi. Đây ạ. Cây xanh sạch đây nhá. Anh ơi, đây là có cây nào thân tím? Có thân tím anh Khánh Gia ơi, thân tím có cây đẹp lắm. Thân tím à? Chốt 330. Ok anh Hà Hải TN nhá, lên số điện thoại địa chỉ cho em. Anh ơi, anh Hà Hải TN. Năm mươi. Sao nãy giờ đã có ai inbox để xỉ của em chưa? 30 chậu là có giá xỉ rồi nhá.
lên số điện thoại địa chỉ cho em đi. Anh Khánh ra chờ em lên cây thân đỏ cho anh nhé. Cây thân đỏ luôn chứ không phải thân tím đây ạ. Chậu này xanh sạch. Chậu này xanh sạch 3 mầm nhé. 3 mầm 350k chậu này xanh sạch này. Xanh sạch luôn. 350k 3 mầm nhé. Anh ơi, anh hỏi vậy em biết trả lời sao đây? Cây thân tím của em, cây thân tím này cho anh Khánh ra. Đây bên tím này. Anh Khánh Gia ơi, cây này rất là đặc biệt, được chưa? Lá xếp đẹp chưa? Xanh sạch nhiều mầm em ơi, anh ơi cây này nhiều mầm mà. Anh ơi, còn cây xanh sạch nào nhiều mầm không? Lấy một cây xanh sạch nhiều mầm cho em. Đâu hôm nay em được nghỉ, cố gắng kiếm làm ít đi. Cái này cứ 10.000. Nó bắt nạt, mua mấy cái. Nó bắt nạt. Cái này đâu xanh sạch. Mua hàng mày cho nó tiền. Không, cây này không xanh sạch. Có nha. Anh ơi cây ừ. Cây đi đâu quá à, em thấy anh đưa cho em nhiều tiền quá, em nghĩ là chắc là anh Vân Xoài Tăng ơi, vậy anh cho em số điện thoại đi. Anh hủy cây đó, anh Hà Hải TN. Ok anh Hà Hải TN nhá. Anh ấy lấy lại cái cây của anh Hà Hải TN, anh ấy không lấy cái cây này nữa. À anh Hồ ơi, anh Hồ, em chưa gửi cây em chưa gửi cây vũ nữ cho anh đâu. Anh chốt thì em sẽ gửi kèm thế nhá. Đây ạ, chậu này 350 này. Em dạy các bạn, anh Thành Trung ơi, có ôn thi cấp 3 nữa. Xanh sạch em đây. Rồi anh Hồ Nguyễn ơi, anh Hồ ơi, chậu này 350 nhá. Anh Hồ Nguyễn chốt chậu này thì em gửi kèm vũ nữ cho anh hôm nay luôn. 350. Không anh Kiều Phong ơi, hàng này hàng hạt thôi nhá, tự không phải là like về cái gì đâu. Đâu rồi? Anh Hồ ơi, chốt cho anh chậu này 350 này. Anh Vân Xoài Tăng cho em địa chỉ đi. Đây ai thích thân tím thì em có chậu thân tím này. Chậu thân tím một thân này 340 nhá. Chào Hùng Mích. Thôi em nói một hồi em mệt quá trời luôn ấy. Mọi người mệt không? Không, chóng mặt thôi. Chóng mặt thôi không mệt. Gieo hạt, nhưng mà cái này gieo hạt sắp có hoa rồi nha mọi người. Đây ạ, mọi người nhìn chưa? Cây này là về sắp được ngắm hoa nha, không phải chờ lâu ạ. Ngắm như này đã có hoa rồi, những chậu dài là chuẩn bị nhá. Anh Kiều Phong ơi, không phải của Đài đâu, của Việt Nam mình đấy. Việt Nam quê hương ta đấy. Viên lá. Hả? Viên lá là gì? Viên lá. Viên lá Việt Nam. Viên lá. Đâu nhở? Anh Hồ ơi. Anh Hồ chốt chậu nào? Mệt quá. Chốt em cây. Em chốt cây này không? Cây này 350 này. Xem mít em, anh ơi hết rồi anh ạ. Hết mít rồi, em bán nãy giờ hết rồi. Mai nhá. Em thích nhiều mầm hay là ít mầm ở Hùng Mít rồi? Hay là em lấy cây này nhiều mầm đi. Cây đẹp chút. Mà chị không biết là cái em thích đẹp kiểu gì ấy. Đây. Chốt cho chậu này đi. Hùng Mích ơi, đây nhá, chốt cho em chậu này nhá, 350k này, quá đẹp luôn. Tính hai mầm dài nhá, tính hai mầm dài, mầm ngắn không tính tiền. Gộp đơn tím 340, ok anh nhá. Cây tím này rất là hiếm luôn ấy, thật sự luôn. Cây tím này nó gọi là quá hiếm luôn, thân đỏ không phải thân tím. Anh này gộp đơn cho anh Dương Tuần này.
Anh Dương Tuấn. Ok Hùng Mích nhá. Cho chị xin lại cái số điện thoại đi Hùng Mích ơi. Cái cây một thân mà em vẫn bán với cái giá nó chỉ thấp hơn một chút, bởi vì sao? Cái cây một thân nó rất là mập và nó rất là to. Vì vậy những cái cây một thân như vậy ấy, giống như kiểu nhà con một với nhà đông con ấy, cái cây một thân nó sẽ cho ra những cái bông hoa nó to hơn, đẹp hơn. Còn cây nhiều thân thì mình về mình phải chăm sóc nhiều hơn cái cây một thân. Nhưng mà ngược lại thì nó lại được nhiều mầm, cho nên là tùy vào sở thích của mỗi người. Vâng anh Thành Trung nhá. Like nghỉ like xong em gọi anh Trung Minh Hoàng ơi, 350k chỗ này nhá. Anh Dương Tuần, chốt cho anh Dương Tuần rồi đúng không? Nhà anh Kiên, ok chị ship vào nhà anh Kiên cho em nhá. Ủa mic 350k này. Đây, em ghi là anh Hùng Mic. Dạ em chốt cho anh chậu 2 thân đỏ 370 rồi anh nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá, nếu anh ở gần có thể qua nhà chọn cây ạ. Em lên tiếp một chậu nhiều mầm nữa này. Em lên tiếp một chậu nhiều mầm nhá. Đây ạ, lên tiếp một chậu nhiều mầm. Ôi giời, chậu này rễ nó nổi này, cái thân này rễ nó nổi, khó đứng. Chậu này 4 mầm lận. 4 mầm lận chốt rồi. Cái này để cắm ấy lại đi, cắm lại đi. Chốt tiếp một chậu nữa này. Ba thân đẹp này, ba thân đều nhau. Vừa nãy anh hỏi, ai hỏi ba thân đều nhau thì bây giờ có này. Thân nhỏ không tính tiền nhá, 350k. Dạ không bao ship anh Minh Trung Hoàng ơi, em nói thật là em bán rẻ nhất Facebook rồi. Anh tìm được ở đâu bán rẻ hơn em? Anh Vân Xoài Tăng ơi, chậu ba mầm xanh sạch đẹp đây. Em chốt luôn cho anh chậu này 350k nhá. Dạ em không bán cây có mặt hoa nhá. Em đã nói rồi, bao giờ em bán hết 2000 cây này em sẽ bán cây có mặt hoa. Còn cây mặt hoa này bây giờ em đang để mẫu cho mọi người xem nhá. Quan điểm rất là rõ ràng luôn là bao giờ bán hết 2000 cây ai thích em bán luôn. Bởi vì cây trồng ra để bán chơi nó cũng chỉ một vài cây, thì cũng không có chơi được nhiều. Đây ạ, anh Vân Xoài Tăng ơi, em nghĩa là anh chốt thêm một chậu đúng không? Rồi ok anh, vậy là anh chốt 2 chậu đúng không anh Vân Xoài Tăng? Anh chốt một chậu thân đỏ với một chậu thân xanh sạch đúng không? Là của anh là 2 chậu nhá anh nhá. Em nói thật là hàng rất là đẹp, giá thì tốt nhất thị trường rồi, chỉ cần 30 cây là em sẽ để giá xỉ cho mọi người. Anh Vân Xoài Tăng ơi, tí nữa em nhắn tin cho anh nhá, vì bây giờ anh ơi em để nguyên cả một núi cây này, em không có thể nào mà đảo lên được, sợ nát cây của mọi người. Tí nữa em đóng hàng em sẽ chụp ảnh em gửi cho anh yên tâm đi ạ. Này chốt cho anh Vân Xoài Tăng này. Có nhá. Hùng Bích ơi, chỉ có Vũ Nữ nhá. Vũ Nữ đang nụ nhá. Chậu to đúng cách mạng luôn, có chốt một chậu về chơi Tết thì chốt này. Chậu 4-5 thân luôn. Ôi ok anh. Đây ạ, à, ai thích Vũ Nữ thì em có Vũ Nữ nhá. Hôm trước bán 250 đúng không? Hôm nay sẽ bán rẻ cho mọi người này, 230.000 một chậu Vũ Nữ này. Chậu to đúng cách mạng. Xem cây hoa em. Anh ơi đây anh ạ, cây này thì bông hồng xước rồi anh. Cánh sáp bông hồng xước rồi, đây anh có thể nhìn này, cánh sáp này bông hồng xước ấy. Nhưng mà cái khuôn bông này thì chưa chuẩn đâu, bởi vì là cây gieo hạt mà. Cây gieo hạt, cây bói năm đầu, khuôn bông chưa chuẩn. Đây anh nhá. Cây mít đẹp xuất sắc bây giờ thì không còn nữa rồi anh ạ. Hôm sau đi. Còn nữa. Đâu? Tôi muốn đẹp xuất sắc. Ai chốt Vũ Nữ thì 230.000 một chậu nhá. Rất là nhiều ngồng hoa luôn ạ. Nhiều ngồng hoa lắm. À đây, chậu này đẹp này. Anh Vân Xoài Tăng ơi, có chậu mít như này thôi ạ. Có chậu mít như này nhá. Lá cứng lắm. Lá cứng như lá nhựa luôn. Chậu này. Đây, lá mít xếp này. Anh có thể để như này, anh có thể để như này để thân thòng như này cũng rất là đẹp này, hoặc là để đứng này. Có nhá, gió nhẹ ơi nhiều lắm, bạn cứ ra đi, hàng rừng, hàng lai, hàng hạt nhà mình nó gọi là limit. Anh Vân Xài Tăng ơi,
chậu ba 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 mầm vừa nãy gọi là lá tròn thôi chứ chưa gọi là mít anh ạ, gọi là lá tròn thôi, gọi là lá tròn thôi. Đây chậu này là em chốt 350k này, hai mầm mít đẹp này, chốt 350k này. Ai chưa chốt được thì chốt. Em có cả mũ nữ nhá, có cả em có cả cái gì nhỉ? Giả hạc, giả hạc 6 mắt nhá. Giả hạc 6 mắt thì là cây cây không phải, tức là cây giống. Giả hạc 6 mắt là cây giống nhá. Em bán 100.000 một chậu này, hai chậu là 180 này. Anh Tuyến Đinh chốt. Ok anh Tuyến Đinh nhá. Bỏ chỗ đây rồi. Ôi trời ơi, anh Vân Xoài Tăng anh chốt xong anh Tuyến Đinh rồi, để em tìm chậu khác cho anh. Anh Tuyến Đinh này, anh tìm cho em một chậu mít đẹp để đổi cho anh Vân Xoài Tăng nào. Em ơi sắp có hoa rồi. Anh ơi đến nhổn gần Đại học Công nghiệp gọi điện cho em nhá. Ok em chốt cho anh Tuyến Đinh này. Nhanh anh hết pin nữa giờ. Vâng vâng, để em đổi một cây khác cho anh. Anh ơi anh lại đổi sau anh Tuyến Đinh, anh ấy chốt rồi. Để em đổi chậu khác cho anh nhá. Anh lấy cho em một chậu đẹp đi. Anh thôi được anh chậu đó. Khổ như anh Tuyến Đinh, anh ấy chốt trước mất rồi. Anh tìm một chậu đẹp để đổi cho anh ấy nào. Mít không? Đây. Đổi cho anh một chậu đẹp hơn nha anh Vân Xoài Tăng nhá. Thân to đùng. Thân to đùng đẹp hơn chậu lúc nãy luôn. Ưu tiên lắm luôn ấy. Ưu tiên lắm luôn ấy. Không phải là tôi không có pháp đâu. Tại vì anh ấy có số điện thoại địa chỉ rồi anh ạ. Đây em đổi cho anh chậu này nhá, anh Vân Xoài Tăng nhá, đổi cho anh chậu này nhá. Đây được chưa? Anh Lê Minh cho anh hai chậu mít. Ok anh Lê Minh chờ em tí. Đây nhá, em đổi cho anh Vân Xoài Tăng này. Em ơi, lấy lại một cái đơn 3 cây của anh Vân Xoài Tăng. Em chọn cho anh cây đẹp luôn rồi đấy. Đẹp. Đây em ghim cái này là anh Vân Xoài Tăng. Anh Tuyến Đinh, ok anh Tuyến Đinh nhá. Rồi chốt cho anh Tuyến Đinh rồi, bây giờ em sẽ lấy hai cây cho anh Lê Minh này, hai cây mít cho anh Lê Minh. Tìm chị hai cây mít đẹp em ơi. Anh Thành ơi, anh Thành ơi, anh Thành đi đâu đấy? Đang bán hàng đi đâu vậy? Anh Thành ơi, anh hoa gì đấy em, anh Chí Liên ơi, cây này cây giả hạt gieo hạt anh nhá, cây mới hồng gửi cho anh, cho em gửi luôn. Có bây giờ em chưa gửi đâu, hôm nay em gửi luôn cho anh ạ. Chọn cho em hai cây mít vậy. Đây em có cây như này thôi nhá, còn cây như này thôi anh. Đây cây này cũng được này. Đây rồi, đây rồi, ngay trước mặt mà không thấy. Đây ạ, hai cái anh Lê Minh này, hai cây của anh Lê Minh nhá. Một cây nữa, hai cây rồi. Anh chốt hai cây. Anh Lê Minh ơi, hai cây này anh Lê Minh có ok không? Anh Tuyến Đinh để gửi một chậu mũi hồng cho anh Tuyến Đinh nữa. Đi vào đây là cộng một mũi hồng. Anh ơi em có cây giả hạt gieo hạt hoa sổ số anh nhá, cây rất là đẹp to khỏe luôn. Đây. Mà đã sổ được một bông, đã sổ được bông mắt xước rồi đây ạ. Đã sổ được một bông mắt xước rồi nhá. Ơ sao không chọn cho em? À ừ, Hùng Bích ơi, chị quên. Lấy cái gì? Hùng Bích lấy cái gì? Đây. Hùng Bích ở đây em nhá. Hùng Bích chốt một cây được mà. Chốt thêm một cây mít 350 này. Chốt cho Hùng Bích. Chị chọn cho em rồi mà chị quên đấy. Ok anh Lê Minh này, anh lên địa chỉ cho em với ạ. Anh lên mình.
đây chậu này đều nhiều thân hết đấy, 350k một chậu anh Lê Minh. Anh cho em địa chỉ nhá. Anh Lê Minh. Nào, em lên hàng tiếp đây mọi người. Đây ai thích thân đỏ nhá, em có một chậu thân đỏ này. Thôi được, đây cái chậu thân đỏ này giờ nhiều. Đâu? Đây bây giờ lên loại gọi là xẻ tà. Áo áo rách á. Áo xẻ tà. Ừ, ra lấy đi Hùng Minh ơi, ra lấy đi chị đỡ phải đóng hàng. Đằng núi hàng đây em ơi. Ừ, ra đi xong rồi gọi điện nhá. Đây là ai mà thích áo xẻ tà rách rách áo lụa thì chốt chậu này này. Áo xẻ này. Hai cái áo xẻ thôi. Đây, trong cả lô 2000 cây thì có 2 cây áo xẻ thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh Lê Minh. Đây có 2 cây áo xẻ tà đây ạ. Hai mầm nhá. Ai thích áo xẻ tà thì chốt cái này. Áo xẻ tà này trên thị trường đang bán rất là hot này, đây này. Là cái cuống lá của nó không có bám vào đây đâu, nó xẻ tà ra luôn như này đấy ạ. Đấy, mọi người thấy không ạ? Dòng một cái dòng thân lá hot đấy. Đó, trong 2000 cây có 2 cây nhá, chậu này em chốt 350k. 350k này. Em chốt một cây đẹp nhất đắt nhất. Số thế chốt cây vàng đi. Phố không em chốt cây đẹp nhất đắt nhất thì chốt cây vàng đi. Đẹp nhất đắt nhất. Chứ cây này thì không đắt nhất đâu, chỉ có đẹp nhất thôi. Có một cây đẹp nhất đắt nhất. Cây gì? Đây là lá sọc. Anh Đức Hoàng ơi, em chưa gửi đâu, hôm qua em bận quá. Hôm nay em gửi nhá. Hay là anh chốt thêm video đi, em gửi cùng một thể này, đỡ tốn tiền ship của anh này. Có một cây lá sọc. Đâu? Ôi dạ. Có ai thích lá sọc không ạ? Cây lá sọc ấy để chơi đi. Em chào chị Nhung. Lên tiếp cây gì? Em lên tiếp cây xanh sạch 3 mầm nhá. Lên tiếp cây xanh sạch 3 nhiều mầm này. Lên tiếp cây xanh sạch nhiều mầm. Anh Phú Huy ơi, cây này là phi điệp gieo hạt. Loại thân xanh sạch, loại thân đỏ. Loại lá mít thì hết rồi. Bây giờ còn loại xanh sạch với loại thân đỏ nhá. Chậu này em chốt 350k này, 3 mầm xanh sạch. 4 mầm luôn ấy chứ không phải 3 mầm, đây còn đang lên mầm đây này. Đấy. Hay là hết hết dung lượng rồi. Phải không? Ở nhà nó chuyển sang hắt rồi. Nó chuyển sang hắt rồi đúng không? Đây ạ. Giá thì rất là rẻ nhá, em bao giá rẻ nhất thị trường, nếu mọi người mua được ở đâu rẻ hơn thì quay lại đây Lan Rừng nó nhỏ trả lại tiền. 30 cây thì em sẽ bán sỉ cho mọi người nhá. 30 cây sẽ có giá sỉ ạ. Cây này em chốt là 350k xem lá sọc. Anh ơi, chậu lá sọc đâu cho anh Tuyến anh xem. Đây ạ, có một chậu thôi, 2000 chậu mà có một chậu. Đây nha mọi người. Chuyển qua trên màn hình này nhìn không rõ mấy nhỉ? Đây ạ, nó chưa sọc nhiều lắm. Chưa sọc nhiều lắm, cái này về ăn nắng này sẽ sọc nhiều hơn này. Em ơi, hàng gieo hạt em nhá. Bây giờ chuyển qua wifi, bắt wifi nào. Ấn một cái nút cài đặt, giữ một cái nút vật này. Đấy, được rồi. Hôm nay hết học kỳ 1 được nghỉ chị Nhung Trần Tuyết ơi. Mới tổng kết, chị Nhung Trần Tuyết có làm một chậu về treo không? Giả hạt này rất là đẹp luôn. Công Vinh Bùi ơi, cái này là gieo hạt lộn xộn em ạ. Xanh sạch cũng có, thân tím cũng có. Đây, lá sọc đây mọi người nhá. Nó chưa sọc nhiều lắm, cái này ăn nắng vào sẽ sọc nhiều hơn. Cây nó còn non mà, chưa sọc nhiều lắm. Đây, đấy nhá anh. Anh ơi, bỏ ra kia treo cho ăn nắng, cho nó sọc nhiều chơi. Nào, còn ai thích... Ôi, chậu này đẹp quá. Đây,
chậu lá xếp này mọi người ơi, chậu lá xếp hai thân này, chậu lá xếp hai thân nhá, chậu lá xếp ngửa. Công Vinh Bùi ơi, hàng gieo hạt này đẹp lắm em ạ, sắp có hoa rồi. Cái này về là sắp có hoa em nhé, có chậu mẫu có hoa đây này. Có chậu mẫu có hoa này. Hậu thân chú lá mít là chậu, chốt lá sọc. Ơ lá sọc em để chơi, bán gì cây đấy, chả biết bán bao nhiêu anh ơi. Nó chưa lên sọc nhiều lắm. Anh hậu thân này, anh chốt cây 350 này à? Anh chốt cây 3 mầm 350 đúng không? Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Có phải anh chốt cây 3 mầm 350 này không? Anh chốt 3 mầm sạch 350 này đúng không? Chọn anh chậu mít. Anh ơi đây, còn cái chậu này khá mít, lá khá đẹp này. Đây. Còn chậu mít hai thân này. Đây. Lá xếp ngửa nhá. Lá xếp ngửa đây anh. Anh Vũ Huy ơi, cái này mỗi chậu nó một mặt hoa đấy, gieo hạt em không bảo hành được đâu. Anh Lê Minh chốt hai thân. Đây ạ, hai thân này em chốt 350 luôn nhá. Hai thân này em chốt 350 này, hai thân nhưng mà hai thân to. Anh Lê Minh vừa chốt hai chậu rồi đúng không anh Lê Minh? Anh Lê Minh chốt gộp hả? Anh Lê Minh ơi, anh chốt gộp đúng không? Rồi ok anh này, anh ơi chốt cho anh Lê Minh. Vậy là của anh Lê Minh có 3 chậu. Anh hậu thân ơi, anh chốt 350 không chốt. Lá sọc em chốt 350 đâu anh ơi. Anh chốt lá sọc 350 thì em để chơi, chả bán đâu. Không, vậy em không chốt nha anh nhá. Em với cả em có bảo bán cây lá sọc đâu, em để chơi thôi. Chốt mít hai thân, em chốt cây mít hai thân cho anh Lê Minh rồi ạ. Em chốt mít hai thân cho anh Lê Minh rồi nhé. Đây ạ, em lên một chậu lá tròn tùm này. Lên một chậu lá tròn tùm nhá mọi người. Đây mọi người nhìn ạ. Lá tròn xếp tùm nhiều mầm nhá. Lá tròn xếp tùm nhiều mầm này. Rất là nhiều mầm luôn. Mầm dài nhá, mầm dài. Một mầm, hai mầm, gần hai mầm dài nhất là gần 40 này. Hai mầm gần dài nhất là gần 40, còn mầm nhỏ này thì không tính nhá. Đây chậu này chốt 360k này, lá xếp tròn. Em thì không, cái chậu này thì em thấy nó chưa được mít lắm, nhưng mà nó cũng khá, lá cũng khá là tròn. Em chốt chậu này 360k. 360k chốt hai thân. Anh ơi còn chậu mít hai thân nào không? Đâu đưa đây xem. Đây có ai chốt chậu này 360 không ạ? Đâu. Ồ, chậu này đẹp đấy. Đây ạ, mít hai thân đây. Còn chậu này nhá. Anh Nguyễn Dung 350. Chốt cái gì 350 hả anh ơi? Chưa ai chốt cây lá xẻ à? Đây ạ, chậu mít hai thân 350 đây. Ai chốt 350 thì chốt kèm số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Chậu mít hai thân 350 này, thân này rất là dài luôn. Cái này là được 50, gần 50 cm. Cái này được 20 cm. Cái này được 20 cm này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Quá đẹp luôn. Đẹp chưa? Đẹp mê ly luôn nhá. Chậu mít này nó xếp, nó không kiểu xếp xòe về đằng trước mà nó xếp ngửa như này nha mọi người. 350k chậu này. Nguyễn Dung ơi, bạn anh chị chốt chậu nào 350 đấy? Chị chốt chậu 2 thân hay là chậu 3 thân? Chậu 3 thân này em chốt 360 mà. Tắt hết được họng. Cây nãy đấy em. Cây nãy là cây nào hả chị? Dạ em không có trầm rồng đỏ đâu anh Liễu Mạnh ơi, em chỉ có giả hạt thôi nhá. À, em có trầm mai huyết tử.
Có trầm mai huyết tử, một cái loại trầm hot và trầm cổ mặt bông xuất sắc luôn. Nhưng mà số lượng không có nhiều, giá thì cũng hơi cao một tí. Nếu mà anh thích thì anh có thể inbox riêng nhé. Cả vườn chỉ có 24 chậu thôi ạ. Trầm mai huyết tử, không có trầm rồng đỏ. Đây là anh chị ơi, có phải chậu này không? Heo mà bơi, lộn xộn vùng em ạ. Lộn xộn vùng em ơi. Lộn xộn vùng, không xác định được luôn. Đây chậu này là 360 này. Phải chị bảo chậu này không? Chị Nguyễn Dung, chậu 3 thân này á. Ai mà thích trầm mai huyết tử thì có thể inbox riêng nhá. Hàng đấy nó hơi hiếm mà giá nó cũng mắc mắc nên là em ngại bán like quá. Đây ạ. Phải chậu này không chị Nguyễn Dung hay là anh Nguyễn Dung? Chẳng biết phải chậu này không? Tự nhiên không biết bán cái gì nữa. Có chậu nào đẹp xuất sắc nữa không? À đây em có chậu thân đỏ. Em bán lên tiếp một chậu thân đỏ nhá. Đâu 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 đâu? À đây 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 đây. Em lên tiếp chậu thân đỏ này. Lên tiếp chậu thân đỏ lừ nhá. Ai thích thân đỏ lừ thì chốt chậu này này. Hai thân đỏ lừ luôn. Đỏ đỏ chưa? Hai thân đỏ lừ nhá. Hai thân đỏ lừ. Hai thân đỏ lừ này, chậu này em chốt 350k. Hai thân đỏ lừ. Mọi người nhìn thấy mắt đủ không? Sắp bung hoa rồi ạ. Này. Sắp bung hoa rồi này mọi người này. Chọn cho anh đỗ liễu chưa? Sắp bung hoa này. Mọi người nhìn thấy không? Sắp bung hoa nhá. Chậu thân đỏ lừ này 350k. Sao tự nhiên em chả nhìn thấy comment của ai nữa. Em chả nhìn thấy comment của ai nữa. Phệt quá. Hay là mọi người đi về hết rồi à, không ở không xem live nữa rồi. Hả? Mọi người ơi, có ai còn ai ở đấy, còn ai chốt hàng gì nữa không ạ? Anh ơi, anh Dương Tuần rồi, gộp đơn thân đỏ sắc nụ này à. Ok, em gộp đơn cho anh Dương Tuần 350 nhé. Cái này nhìn thấy mắt nụ rồi anh ạ. Anh Dương Tuần ơi, cái này nhìn thấy mắt nụ rồi anh ạ. Đây này. Nhìn thấy mắt nụ hết rồi. Gộp đơn cho anh Dương Tuần 350 luôn. Anh ơi, gộp đơn cho anh Dương Tuần này. Mệt quá mọi người ơi. Nào, còn ai muốn chốt gì nữa không? Không thì em xin phép tạm nghỉ đây. Anh Dương Tuần này, em gộp đơn cho anh rồi nhá. Cho em xin phép nghỉ tí. Em sẽ like lại vào tối nhá. Bây giờ em nghỉ á, mệt quá. Tự nhiên như kiểu là bán hàng như kiểu là chạy bão ấy. Nhanh vù luôn. Bây giờ cây nó xếp thành chồng như này. Cây nó xếp thành chồng như này. Bây giờ ai mà muốn em chụp ảnh trước khi gửi hàng thì inbox nhá. Để em soạn cây ra của ai riêng của người đấy xong em chụp ảnh cho này. Ôi em chào anh Dần. Nào còn ai thích xỉ thì inbox 30 chậu em xỉ nhá. 30 chậu em xỉ ạ. Đây còn ai thích thân đỏ nữa không? Hết rồi đúng không? Anh Dần ơi, anh Dần có sưu tầm giả hàng không? Đây, em đang bán giả hàng đấy nhá. Ok, ba đơn. Vâng, em biết rồi ạ, của anh ba đơn, em nhớ rồi anh Dương Tuần ơi.
Ok anh Dương Tuấn nhá, đây ạ. Một chậu lá mít xếp đây nữa này. Một chậu mít xếp này nữa. Cái này thân, cái này thì thân xanh sạch không có hồng đâu ạ. Cái này thì xanh sạch không có hồng nhá. 350k. Ai chốt thì chốt này. À tối nay em có 5 cái trắng Phú Thọ gieo hạt nhá. Số lượng cũng ít ít thôi. Tối nay em sẽ bán 5 cái trắng Phú Thọ gieo hạt, bán vũ nữ, bán các kiểu luôn. Tối nay mọi người nhớ kết bạn theo dõi like của em nhá. Đây ạ. Chậu này 350k, có ai chốt chậu này 350k không? Chậu mít xếp 350k này. Không thì em xin phép nghỉ nhá. Em mệt quá rồi đấy. Anh ơi xếp cây vào giá đi xong rồi. Hả? Đâu? Đâu, chậu đấy là ai chốt đâu, em mệt quá rồi. Em không có hot nữa. Bye bye mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người buổi tối nhá. Buổi tối em còn có rất là nhiều hàng đẹp nữa. Nên là hẹn mọi người buổi tối chốt hàng tiếp. Bye bye. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ai mà muốn xỉ thì liên hệ này, ai mà muốn chụp ảnh trước khi gửi thì cũng báo em này. Có bán ba chu không là gì? Hả? Có bán bà chủ không? Ai khiếp anh ơi, em có phải là chủ gì đâu anh, em với Nô Tì. Vâng anh Tuấn ơi, gieo hạt anh Nguyễn Tuấn ạ. Giò đấy mà xanh sạch đấy mà rừng thì làm gì có giá 350 hả anh? Nếu mà gieo hạt rừng giò đấy nó phải tầm 1 triệu. Làm gì có rừng mà 350 cái đấy mà xanh sạch thế hả anh ơi? Xanh sạch rừng nó phải đắt hơn rất nhiều đây, xanh sạch gieo hạt thôi anh nhá. Thôi chắc em xin phép mọi người em nghỉ đây. Hẹn gặp lại mọi người buổi tối. Gieo hạt đấy nhưng mà thân lá đẹp lắm. Anh Tuấn có lấy một chậu về chơi thì em chốt cho. Không thì em xin phép nghỉ nhá. Hẹn gặp lại mọi người tối. Em tối nay em sẽ bán phụ nữ này, bán 5 cánh trắng Phú Thọ này, bán xanh sạch này, bán thân đỏ này, rất nhiều luôn. Bye bye nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ em đi soạn hàng cho mọi người đây.